gã rút chiến đao bên hông ra, lạnh lùng nhìn đám quan quân trung quang. Ta lại muốn xem xem hôm nay các ngươi ai dám động thủ với ta. Giả vờ giả vịt, nửa tháng trôi qua, không biết tu vi của lâm phó thống lĩnh hiện tại còn thừa lại mấy thành đây. Cổ phương cười lạnh, sau đó đột nhiên quát lên, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau động thủ bắt lấy hắn cho ta. Vâng, lời vừa dứt thì 10 tên quan quân đứng gần lâm hùng nhất liền hét lớn một tiếng, đồng loạt nhào lên có thể tham gia yến tiệc này đều là những quan quân cao cấp nhất trong thành vệ quân, trong đó người yếu nhất cũng là võ sư nhị giai nhất trọng, mạnh nhất là võ sư tam trọng, hơn 10 người cùng nhau ra tay, nhất thời huyền khí răng đầy trời, như biển dậy sóng gầm, cuồn cuộn bành trướng. chương 87, Khí thế hùng hổ một Thống lĩnh, đám người kỳ linh bị vây quanh liền lo lắng kinh hô thành tiếng. Đám người cổ phương thì vẫn ung dung, không hề sợ hãi, liên tục cười lạnh, dưới một kích này Lâm Hùng cũng sẽ bị trọng thương, ngoan ngoãn chịu trói. Chỉ thấy huyền khí kịch liệt răng kín trong đại sảnh, giống như mãnh hổ xuống núi, giao long ra khỏi đầm, ầm ầm đổ về phía Lâm Hùng. Chuyện xảy ra tiếp theo nháy mắt liền khiến tất cả mọi người chấn kinh. Ầm, chỉ thấy bên trong huyền khí ngập trời cuồn cuộn kia, có một đao quang sáng chói nháy mắt lóe lên như kinh hồng nhất hiện, chiếu sáng cả đại sảnh này. Ngay sau đó, huyền khí vô biên bị chia năm xẻ bảy, hơn 10 đạo nhân ảnh đánh về phía Lâm Hùng, trước kia tới như thế nào thì bây giờ bị đẩy về như thế đó cả đám người phun máu ngã lăn ra đất, vũ khí trong tay đều rơi xuống đất, cực kỳ chật vật. Trên người của mỗi tên đều có một vết máu hiện lên rõ mồn một, chém xuyên qua khôi giáp của bọn họ, máu tươi bắn ra tung tóe, khung cảnh huyết tinh như diêm la địa ngục. Sao có thể, thoáng chốc, tất cả mọi người đều sợ ngây người, bao gồm của cổ phương. Một kích liên thủ của hơn 10 vị võ sư, cho dù là địa võ sư nhất trọng như gã cũng phải cẩn thận đối đãi sao có thể bị kẻ võ hồn đã hủy như lâm hùng dùng một cách đánh bại. Lâm Hùng ngạo nghễ đứng trong đại sảnh, ngạo nghễ nhìn về phía cổ phương, lạnh lùng nói. Cổ phương, người thân là phó thống lĩnh thành vệ quân, trong thời gian công vụ lại tụ tập rượu chè, làm trái quân quy, mưu hại đồng liêu, còn thông đồng với cầu quản gia của phủ thành chủ, cướp đoạt quân quyền, bây giờ ta hoài nghi người cố ý mưu phản, mau bó tay chịu trói cho ta. Người nói nhảm, trong tay cổ phương đột nhiên xuất hiện một thanh trường côn bằng thép, khí thế võ sư nhất trọng tuôn ra ồ ạt. Lâm Hùng, tên phế vật nhà ngươi cũng muốn trị tội ta, muốn chết. Lời vừa dứt thì cổ phương đột nhiên đánh ra một côn, ầm ầm một tiếng, kinh khí bắn ra bốn phía, huyền khí khủng bố tạo thành một vết nứt thật lớn trên sàn nhà bằng đá hoa cương cứng rắn, vết nứt lan dài, nhanh chóng tới gần Lâm Hùng, muốn một côn đập gã nát thành tương. Ha ha, Lâm Hùng cười lạnh, chiến đao trong tay đột nhiên rời tay. Keng, tiếng binh khí giao nhau vang vọng trong đại sảnh, ngay sau đó cổ phương chật vật bắn ngược ra sau, hổ khẩu nứt ra, trường côn trong tay văng lên giữa không trung, gã phun máu tươi, trong mắt mang theo vẻ không dám tin, thân thể đụng mạnh lên vách tường phía sau tạo thành một lỗ lớn, chật vật ngã ra đất trong màn bụi mù. Ngươi, ngươi đã đột phá địa võ sư nhị trọng rồi, sao có thể, trong miệng gã phun ra từng mảnh nội tạng nhỏ vụn, hai mắt trợn trừng, trong lòng không dám tin nổi. Tại sao, tại sao một tên lâm hùng ngay cả hồn sư tháp đều đã nói không thể nào chữa được, chỉ có thể sống 10 ngày nay chẳng những có thể sinh long hoạt hổ đứng ở đây, lại còn đột phá địa võ sư nhị trọng tại sao lâm hùng cười lạnh trong ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người gã hạ một cước xuống đạp nát đan điền của cổ phương bục một tiếng huyền khí bốc lên cổ phương phó thống lĩnh thành vệ quân địa võ sư nhất trọng công lực tấn phế triệt để biến thành một phế nhân cổ phương người thân là phó thống lĩnh thành vệ quân ta không có quyền giết ngươi nhưng ngươi làm sằng làm bậy ta liền hủy tu vi của ngươi trước đợi xử lý hết mọi việc ở nơi này thì sẽ giao cho phủ thành chủ định đoạt tội danh của ngươi Ánh mắt của Lâm Hùng lạnh lùng, sau khi đột phá địa võ sư nhị trọng, gã có đủ dũng khí để làm những việc này, đây là thế giới lấy thực lực làm đầu, chỉ bằng thực lực địa võ sư nhị trọng của gã thì dù có phế bỏ cổ phương cũng không ai dám nói gì. Đây cũng là lý do trước đây cổ phương dám ra tay với Lâm Hùng, nếu như Lâm Hùng thật sự trở thành một phế nhân thì dù cổ phương có giết gã đi nữa, phủ thành chủ cũng sẽ không nói gì, chút trách phạt nho nhỏ không đáng phải lo. Phụt, cầu quản gia đứng bên cạnh đã sớm sợ tới mức đặt mông ngồi bịch xuống đất, ánh mắt nhìn Lâm Hùng đầy vẻ hoảng sợ. Lâm Hùng chán ghét nhìn gã một cái, người đâu, bắt tên cầu tử này lại cho ta, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc thì giao lại cho phủ thành chủ chờ xử lý sau. Còn có, mau bắt đám người vương hạc lại, mưu hại đồng liêu, tội không thể tha, giải xuống cho ta, nghiêm hình bức cung, cha cho gia chủ mưu đứng sau là ai. Vâng, hiện tại thế cục đã rõ, hơn trăm vị quan quân có mặt ở đây nếu còn không rõ thì quá ngu rốt rồi, lập tức cả đám người đứng dậy bắt đám người vương hạc giải xuống. Không, tên Vương Hạc lúc trước vẫn còn uy phong lấm lấm lúc này hoảng sợ hét lớn, thân là quan quân của thành vệ quân, bọn họ sao có thể không biết cái gọi là nghiêm hình bức cung đó, quả thực chính là sống không bằng chết. Lâm Hùng lạnh giọng nói, Vương Hạc, ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ cho kỹ càng, chỉ cần khai hết tội lỗi của cổ phương ra thì có lẽ còn giữ được một con đường sống, còn bằng không, trong lúc nghiêm hình bức cung có chết đi vài kẻ cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Lâm Hùng trước kia căn bản là một người hiền lành, nhưng trải qua những ngày này, gã rốt cuộc cũng hiểu rõ một đạo lý, ở thế giới này, nếu muốn không bị người ta ăn thịt, chỉ có thực lực không thì không đủ, mà còn phải hung ác, chỉ có như vậy người khác mới sợ ngươi, sẽ không ra tay với người thân của ngươi. Từng đạo mệnh lệnh được hạ xuống rất nhanh, dưới sự sắp xếp của Lâm Hùng, tình hình nhanh chóng được xử lý. Ngay sau khi Lâm Hùng đã sắp xếp xong mọi việc, báo, đột nhiên, một tiểu đội trưởng thành vệ quân chạy vào trong đại sảnh, nhìn thấy cảnh tượng trong đại sảnh thì y khẽ giật mình, sau đó quỳ một chân xuống đất, cao giọng báo. Bẩm báo lâm thống lĩnh, có đội tuần tra phát hiện vương gia và chu gia đang gấp rút triệu tập đại lượng võ giả, có khả năng gây nguy hại nghiêm trọng cho chị An trong thành. Vương gia và chu gia đang triệu tập đại lượng võ giả. Có biết rõ là chuyện gì hay không? Hồi bẩm lâm thống lĩnh, theo điều tra thì hình như là do hai đệ tử dòng chính của chu gia và vương gia lúc tham dự kỳ thi cuối kỳ ở tinh huyền học viện, phát sinh xung đột với một học viên tên Diệp Huyền, hai người kia công lực bị phế, Gia chủ vương gia và chu gia sau khi nhận được tin báo thì rất tức giận, đang chuẩn bị điều động võ giả tới tinh huyền học viện đòi lại công đạo. chương 88, khí thế hùng hổ, hai Cái gì? Diệp huyền, lâm hùng đột nhiên đứng bật dậy. Giỏi cho chu gia và vương gia, dám tìm ân nhân của ta kiếm chuyện. Người đâu? Có. Điều động tất cả quân sĩ của thành vệ quân, lập tức tập hợp, theo ta tới tinh huyền học viện. Vâng, ra lệnh một tiếng, tất cả thành vệ quân nhanh chóng tập hợp, tất cả mạch nước ngầm ở lam nguyệt thành bắt đầu khởi động có thể bùng phát bất kỳ lúc nào lúc này phủ đệ vương gia gia chủ vương hải và rất nhiều trưởng lão lúc này chính là nhìn về phía vương phi đã bị băng bó kín mít gần như chỉ còn lại một hơi tàn trên mặt để lộ ra vẻ giận dữ cùng cực càn dỡ quá càn dỡ diệp huyền của diệp gia này có lá gan chó thật lớn nếu không giết hắn thì mặt mũi của vương gia ta biết để vào đâu tôn nghiêm của vương gia ở đâu vương tuyên ôm lấy con trai vương phi của mình đôi mắt đỏ ngầu thần sắc phẫn nộ như một con sư tử. Vương Tuyên chỉ có một đứa con này, từ nhỏ đã để lộ ra thiên phú kinh người, 16 tuổi đã đột phá tới linh vũ cảnh nhất giai, sang năm đã có thể tới huyền linh học viện ở Vương Thành, là thiên tài đứng đầu của gia tộc. Sau khi đứa con của Vương Hải là Vương Việt bị đuổi khỏi học viện thì Vương Phi chính là người có khả năng kế thừa vị trí gia chủ của Vương gia nhất trong số con cháu đời này, nhưng hôm nay tất cả đã bị hủy hết rồi. Tiểu tử đáng chết kia, ta muốn thiên đao vạn quả hắn, chỉ như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Vương Tuyên ngửa mặt lên trời gào lên, gương mặt dữ tợn. Nhị đệ, bớt đau buồn đi. Tuy rằng phi nhi đã mất hết công lực, nhưng may là người vẫn còn. Vương Hải thở dài lên tiếng, vỗ vai của Vương Tuyên. Trên mặt gã lộ ra vẻ đau lòng và tức giận, nhưng thực ra trong lòng đang vui mừng phơi phới. Tên tiểu tử Diệp Huyền này rất đáng khen. Cư nhiên phế Vương phi ngay lập tức. Sau này con trai Vương Việt của ta lại càng thêm nhiều cơ hội giành chức gia chủ. Từ hai ba phần trực tiếp tăng lên thành 78 phần rồi. Ha ha ha. Trước kia Diệp Huyền khiến cho Vương Việt bị học viện khai trừ khiến cho trong lòng Vương Hải vô cùng tức giận, nhưng hôm nay nhìn thấy Vương Phi bị phế thì trong lòng gã lập tức cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Lúc này lại có đệ tử Vương gia chạy vào báo, "Khởi bẩm gia chủ, đội ngũ của Vương gia đã tập kết xong, chờ xin chỉ thị." "Gia chủ, lần này nhất định phải để cho ta dẫn đội, ta nhất định phải cho tên tiểu tử kia đẹp mặt." Vương Tuyên gần giọng mở miệng, ánh mắt sư tử Vương Hải nhướng mày, nhị đệ, ta biết là trong lòng ngươi rất tức giận, nhưng tinh huyền học viện khác với những nơi khác, ta sợ ngươi không kiềm được cơn nóng giận, tới lúc đó khiến vương gia ta xảy ra chuyện gì thì e là không ổn đâu. Vương Tuyên ngẩng đầu, phẫn nộ quát, Vương Hải, ngươi nói vậy là có ý gì? Hừ, con trai của ngươi vừa bị đuổi khỏi học viện thì ngươi lập tức điều động lực lượng gia tộc tiến hành chèn ép sinh ý của Diệp gia, thu hết quyền lớn tài chính của gia tộc, ngươi cho là ta không biết chắc. Bây giờ con trai ta bị phế, ngươi lại kêu ta ở lại trong nhà là có ý gì? Sắc mặt của Vương Hải trầm xuống, nhị đệ, ta cũng là vì nghĩ cho gia tộc, cút cái gia tộc gì đó của ngươi đi, ngươi đừng có giả mù sa mưa vờ vịt diễn trò trước mặt ta, ta cho ngươi biết, nếu như hôm nay không để cho thiên đao vạn quả tên Diệp Huyền kia thì ta sẽ dốc hết khả năng, khiến cho ngươi không thể làm gia chủ được nữa. Thân thể Vương Tuyên run run, phóng thích địa vũ cảnh nhị trọng ra, chấn cho đại sảnh nghị sự của Vương ra ẩn ẩn dung chuyển. Làm càn, Ánh mắt của Vương Hải lạnh lẽo, một cỗ khí thế còn mạnh mẽ hơn phóng thích ra từ trong cơ thể gã. Vương Hải có thể đảm nhiệm vị trí gia chủ không phải vì gã khôn khéo ra sao, mà bởi vì gã là địa võ sư tam trọng duy nhất trong vương gia, là cường giả mạnh nhất trong gia tộc. Được rồi, hai người các người đều là trụ cột của gia tộc, đều là vì gia tộc, cần gì phải làm vậy? Trưởng lão đoàn đứng một bên mở miệng, Vương Tuyên, ngươi là người cầm quyền đứng thứ hai trong gia tộc chỉ thua mỗi Vương Hải, ta biết rõ trong lòng ngươi đang phẫn nộ, nhưng người không thể để lửa giận lấn át lý trí Vương Hải, người thân là gia chủ Cũng phải chiếu cố tất cả mọi người trong gia tộc Chuyện này, đối phương là tinh huyền học viện Vương gia chúng ta không tiện ra mặt quá nhiều Nhưng con trưởng của gia tộc bị phế Nếu như không làm gì hết thì sau này mặt mũi của vương gia ta còn biết để ở đâu nữa Tôn nghiêm của tam đại gia tộc còn đâu Theo ta thấy, vương tuyên là cha của người bị hại Nhất định phải ra mặt Ngoài ra, vương thông luôn luôn cẩn thận Thế thì để hắn đi cùng với vương tuyên Bấy nhiêu hẳn là đủ rồi, Vương Hải, người thân là gia chủ, người cảm thấy thế nào? Trong đại sảnh nghị sự, 78 vị trưởng lão gia tộc đều mở miệng, ở Vương gia, không phân tuổi tác, không tính bối phận, chỉ cần đạt tới địa võ sư nhất trọng thì đều được phong làm trưởng lão, trưởng quản quyền gia chủ, tất cả đều lấy vũ lực làm đầu. Nếu các vị trưởng lão đã nói như vậy, Vương Hải đương nhiên không có dị nghị, nếu đã vậy thì cứ để Vương Tuyên và Vương Thông đi. Vương Thông, người phải nhớ kỹ. Mục đích của chuyến đi lần này chính là vì đòi lại công đạo cho vương gia, chứ không phải chỉ vì tên tiểu tử tên gọi Diệp Huyền kia mà đối địch với Tinh Huyền Học viện, đã rõ chưa? Gia chủ yên tâm, Vương Thông đã rõ. Hừ, Vương Tuyên hừ lạnh một tiếng, đi ra khỏi đại sảnh. Một lát sau, đội ngũ võ giả của vương gia dưới sự dẫn dắt của Vương Tuyên và Vương Thông, nhanh chóng đi về phía Tinh Huyền Học viện. Cùng lúc đó, ở Chu gia cũng diễn ra một màn giống hệt như vậy hai gã cường giả của chu gia cũng dẫn theo rất nhiều võ giả dưới trướng của chu gia đi được nửa đường thì tụ tập cùng một chỗ với đội ngũ của vương gia cùng nhau đi tới tinh huyền học viện không tới nửa canh giờ đội ngũ của hai nhà đã bao vây tinh huyền học viện tinh huyền học viện nằm ở một khu vực tương đối phồn hoa của lam nguyệt thành lưu lượng người qua lại rất đông mấy trăm võ giả của vương gia và chu gia ùa tới lập tức vây kín miết tinh huyền học viện lại còn hấp dẫn rất nhiều người qua đường kéo tới cả đám đứng tụ tập ở phía xa kiển chân dòm ngó, cuối cùng người tụ tập ngày càng nhiều, trực tiếp khiến cho khu vực này bị kẹt cứng. chương 89, ép buộc giao người, một, các ngươi làm gì ở đây, nơi này là tinh huyền học viện, mau đi đi. Lúc đầu lính gác ở cửa của tinh huyền học viện còn không để ý lắm, nhưng sau khi thấy người tụ tập ngày càng đông thì lập tức bước lên quát lớn đuổi người. Hừ, làm gì sao? Sắc mặt vương tuyên âm trầm, nhịn không được giống to. Vương phi con ta học tập ở tinh huyền học viện của các ngươi, một thân thiên phú hơn người, tại sao hôm nay trở về liền trở thành một phế nhân bị hủy đan điền, hôm nay tinh huyền học viện các người phải cho chúng ta một lời giải thích rõ ràng. Lửa giận trong lòng vương tuyên ngút trời, mặc dù gã đã nhiều lần nhắc nhở bản thân mình phải kiềm chế nhưng khi đi tới cửa học viện thì lửa giận trong lòng gã lại bốc lên khó mà ngăn nổi. Tinh huyền học viện các người được tôn xưng là học phủ cao đẳng của Lam Nguyệt Thành, là nơi thiên tài tụ tập, nhưng tại sao con trai ta là một thiên tài sống sờ sờ ra đó đi vào, khi ra ngoài lại thành một phế nhân, ngươi có thể cho ta biết rốt cuộc là thế nào hay không? Bịch bịch bịch, vương tuyên gầm lên, không hề che giấu khí thức địa võ sư nhị trọng của mình, sát khí và lửa giận mút trời giống như thủy triều, khiến cho mấy tên lính gác chỉ mới là võ sư nhị giai liên tiếp lùi lại, trực tiếp khó chịu phun ra một búng máu tươi. Vương gia ta giấu gì cũng là một trong tam đại gia tộc của Lam Nguyệt Thành, hôm nay, nếu như tinh huyền học viện của ngươi không cho chúng ta một cái công đạo vương gia ta không phải dễ đối phó như vậy đâu. Vương Tuyên hùng hổ bước người, bước lên hai bước, khí thế khiến cho người ta sợ hãi, trực tiếp khiến hai gã lính canh tiếp tục lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, còn cước bộ của Vương Tuyên thì chỉ còn cách Tinh Huyền Học viện chỉ có nửa bước. To gan, thủ lĩnh lính canh lúc này đành cắn răng ngừng bước, cắn răng chống đỡ khí thế của Vương Tuyên dồn ép, gầm lên. Nơi này là Tinh Huyền Học viện, không phải là nơi vương gia ngươi có thể dương oai, nếu ngươi còn dám bước lên nữa thì đừng trách chúng ta không khách khí. Ha ha ha. Một võ sư nho nhỏ mà cũng dám nói câu không khách khí với ta, ngươi cứ thử xem." Vương Tuyên hít mắt, ngông nghênh cười lớn, sát khí toàn thân dâng trào, huyền khí nồng đậm đại biểu cho võ sư mạnh tới mức khiến cho mấy tên lính canh gần như không thở nổi. "Nhị ca, trở lại đi." Lúc này Vương Thông đột nhiên mở miệng, y quát lên một tiếng, kéo Vương Tuyên trở lại, nếu như vừa rồi Vương Tuyên bước lên thêm một bước nữa thì chính là thật sự đã đối địch với Tinh Huyền Học viện. Vẻ mắt của y trầm tĩnh, nhìn về phía đám lính canh nói: ta chính là vương thông của vương gia, vương phi cháu ta là học viên của tinh huyền học viện ngươi, trước đó không lâu đã đột phát võ sĩ linh vũ cảnh nhất sai, sang năm sắp sửa đi tới huyền linh học viện ở vương thành, nhưng hôm nay sau khi kết thúc kỳ thi, tinh huyền học viện các ngươi đưa hắn trở về, lại trở thành một phế nhân bị hủy đan điền, tứ chi đứt đoạn, chẳng những đệ tử vương gia ta, mà đệ tử chu huyên của chu gia cũng bị người ta phế đi, thủ đoạn tàn nhẫn, nhân thần cộng phẫn. Nghe nói, cháu trai Vương Phi của ta và Chu Huyên của Chu Gia đều bị một học viên tên Diệp Huyền của học viện các ngươi gây đả thương. Vương Gia ta và Chu Gia thân là tam đại gia tộc của Lam Nguyệt Thành, không phải hạng người không phân đúng sai, nhưng cũng không phải quả hồng mềm mặc cho người nắn bóp. Tinh huyền học viện là nơi dạy dỗ học viện, không phải nơi giết hại. Hôm nay, tinh huyền học viện phải cho hai nhà chúng ta một cái công đạo, giao hung thủ ra, bằng không thì hai nhà vương, Chu ta quyết không bỏ qua. Hai vị huynh đệ Chu Trùng, Chu Tiền, ý của Chu gia các ngươi thế nào? Cửa lớn, trong đội ngũ chu gia, hai nam tử trung niên khẽ giật mình, địa vị của tinh huyền học viện ở Lam Nguyệt Thành rất cao, mục đích của bọn họ chẳng qua chỉ vì muốn trị tội hung thủ, cũng không muốn đắc tội tinh huyền học viện, lúc trước nhìn thấy Vương Tuyên tức giận như vậy, có ý muốn để cho Vương ra đi trước ra mặt, nào ngờ Vương thông lại khôn khéo hơn người, kéo cả chu gia của họ vào. Thế nhưng chuyện của chu huyên quả thật cũng đã chọc giận chu gia, nếu như không tỏ vẻ gì thì dân chúng Lam Nguyệt Thành sẽ coi chu gia ra, ra gì nữa, huống hồ gì lúc trước nửa đường gặp nhau, hai nhà bọn họ cũng đã thương lượng xong xuôi sách lược cùng tiến cùng lùi rồi, lúc này Vương Thông đã nhắc tới bọn họ thì đương nhiên không thể đứng im một bên mà nhìn được. Lúc này Chu Trùng bước lên trước, quát lạnh nói, Vương Thông huynh nói không sai, Chu huyền của nhà ta năm nay mới 15, đã đột phá nhất sai linh vũ cảnh, là đệ nhất thiên tài của Chu gia ta mấy chục năm nay, nào ngờ lại bị người ta phế mất ở ngay trong tinh huyền học viện của các ngươi, nếu hôm nay Tinh Huyền Học Viện không giao hung thủ Diệp Huyền ra thì Chu gia ta quyết không bỏ qua quyết không bỏ qua trước cửa Tinh Huyền Học Viện mấy trăm võ giả của hai nhà cùng hét lớn tiếng như xét gầm vang vọng đất trời việc này phải đợi chúng ta hồi báo lại cho viện trưởng đại nhân xong lại nói nhưng nếu như các người dám tự tiện tiến vào Tinh Huyền Học Viện của chúng ta thì đừng trách chúng ta không khách khí vài tên lính canh thấy tình huống thế này liền tự biết là mình không thể nắm giữ thế cục được lúc này liền phái người đi báo lại cho viện trưởng đồng thời mấy người cũng nghiêm người đứng thủ ở trước cửa học viện không hề lùi lại nửa bước được chúng ta sẽ ở đây đợi trừ viện trưởng của tinh huyền học viện cho chúng ta một cái công đạo đám người vương thông đứng ở cửa ra vào mỗi võ giả đứng thẳng tăm tắp như trường thương khí thế lăng vân khiến người ta sợ hãi khiến mọi người kinh sợ cái gì vương phi của vương gia và chu huyên của chu gia đều bị một người tên diệp huyền phế đi rồi trong tộc của ta cũng có người ở tinh huyền học viện nghe nói Vương Phi và Chu Huyên là đệ tử ưu tú nhất của Chu Gia và Vương Gia, là người nổi bậc nhất trong những người trẻ tuổi, hôm nay đã đột phá võ sĩ cảnh, dư sức tiến vào huyền linh học viện của Vương Quốc. Chẳng trách Vương Gia và Chu Gia lại tức giận như vậy, thiên tài cỡ này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, lại nói, Diệp Huyền này rốt cuộc là nhân vật phường nào. Chẳng lẽ là tên phế vật Diệp Huyền của Diệp Gia ở Thanh Sơn Trấn kia sao? Trường 90, ép buộc giao người, hai, nói đùa cái gì chứ, Diệp Huyền của Diệp gia thân mang tử võ hồn, phế mạch, ngay cả tu luyện cũng không thể tu luyện, sao có thể phế được Vương phi và Chu Huyên chứ? Mọi người cứ chờ ở đây xem xem, lát nữa tất sẽ biết rõ, cũng không biết Tinh Huyền Học viện có tỏ vẻ gì về việc này hay không, tuy rằng Tinh Huyền Học viện có địa vị cao ở Lam Nguyệt Thành, viện trưởng Trừ Vĩ Thần là cao thủ đứng đầu của Lam Nguyệt Thành, nhưng Vương gia và Chu gia thân là tam đại gia tộc, địa vị không phải đùa, hai nhà liên thủ kéo tới chỉ sợ Tinh Huyền Học viện cũng không thể áp xuống được cái tên Diệp Huyền này đủ xui xẻo, đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội tam đại gia tộc, hắn chết là cái chắc. Chỉ là một hồi nói chuyện mà cũng khiến cho quần chúng vây xem biết được phần nào ngọn nguồn, nhất thời tiếng si xào bàn tán nổi lên khắp nơi, nghị luận không ngừng, cả đám kiểm chân chờ đợi xem náo nhiệt. Ký túc xá của tinh huyền học viện, Diệp Huyền hiển nhiên vẫn chưa biết tất cả những chuyện xảy ra ở cửa học viện, từ sáng nay sau khi trở về thu thập xong xuôi, hắn liền bắt đầu nghiên cứu võ hồn của mình sau khi đột phá nhất gia linh vũ cảnh xong, thuộc tính của tam đại võ hồn của hắn rốt cuộc có thể triển lộ ra rõ ràng. căn cứ theo phân loại võ hồn thì hắn phân chia sơ tam đại võ hồn ra một chút. đại địa võ hồn hẳn là võ hồn thuộc hệ tự nhiên hệ. võ hồn hệ tự nhiên bình thường chính là chỉ những võ hồn xuất hiện với hình thái thiên nhiên như lửa, băng, đại địa, gió, các thứ đều thuộc về loại này. loại võ hồn này có một ưu thế tương đối đặc biệt thì chính là tiền kỳ ưu thế không đủ rõ ràng. Đến hậu kỳ, một khi đã cường đại lên thì sẽ sinh ra uy lực vô cùng khủng bố. Ha ha, nói ra thì đại địa võ hồn này của ta hẳn là cùng một loại với thạch hóa võ hồn của Chu gia, đều có thể gia tăng lực lượng và phòng ngự của võ giả, nếu bàn về phẩm giai thì đại địa võ hồn hẳn là còn cao hơn thạch hóa võ hồn một bậc, bất quá ở Lam Nguyệt thành này, Diệp gia ta lại đứng dưới Chu gia, đúng là kỳ quái. Võ hồn có ưu thế thuyết minh chuyện gì? Ở giới võ giả, có rất nhiều thứ có thể ảnh hưởng tới sức chiến đấu của võ giả như võ hồn, vũ khí, công pháp, binh khí, đều có chút ảnh hưởng, nhưng thứ quan trọng nhất trong đó chính là võ hồn. Bình thường mà nói thì một vị võ sư nhị giai nhất trọng có được đại địa võ hồn, chống lại một võ sư nhị giai nhất trọng có được thạch hóa võ hồn, chỉ cần không phải bên phía thạch hóa võ hồn có được công pháp quá nghịch thiên, vũ kỹ quá đáng sợ thì bình thường đều là người có được đại địa võ hồn thắng. Hôm nay Chu gia cư nhiên xếp trên Diệp gia, Diệp Huyền cũng cảm thấy lạ, nhưng cũng không quan tâm lắm, một gia tộc có cường đại hay không, không chỉ xem võ hồn, mà nội tình, tài lực và nhân tài cũng chiếm nhân tố rất lớn. Còn sinh mệnh võ hồn thì hẳn là thuộc về võ hồn hệ thực vật, trồi non trong não hải của mình đã dài tới ba tấc, mọc ra được vài chiếc lá, lay lay, tản mắt ra sinh mệnh khí tức minh mông. Khiến cho Diệp Huyền để ý nhất vẫn là thôn vệ võ hồn ở đàn điền, đặc biệt là lúc sáng lại có thể thôn vệ võ hồn khí tức trên người của Vương Phi và Chu Huyên, khiến cho hắn vô cùng rung động. Đề thăng võ hồn, phần lớn đều là lợi dụng huyền hồn của huyền thú, hoặc là hồn tinh sau khi chết đi như loại võ hồn có thể thôn vệ khí tức của võ hồn khác như thế này đây là lần đầu tiên diệp huyền nhìn thấy dầm ngay tại lúc diệp huyền đang cẩn thận nghiên cứu thì cửa ký túc xá đột nhiên bị tông ra huyền thiếu không xong rồi người đả thương chu huyên và vương phi bây giờ cao thủ chu gia và vương gia đều chặn trước cửa học viện chuẩn bị tìm ngươi tính sổ kia trần tinh lo lắng vọt vào hô lớn a à, vương gia và chu gia đang ở cửa học viện muốn tìm ta diệp huyền đứng dậy trong mắt lóe tinh quang khẽ mỉm cười hay lắm trần tinh vội la lên huyền thiếu đừng có mà hay lắm gì nữa ngươi mau chạy trốn đi bằng không chờ tới lúc bị bọn họ tìm tới đây thì ngươi sẽ gặp phiền phức lớn rồi nghe nói lần này người dẫn đầu của đám người vương gia chính là người có địa vị thứ hai của vương gia vương tuyên người này là phụ thân của vương phi thực lực đã đạt tới võ sư nhị trọng trần gia chúng ta cũng chỉ có gia chủ và một hai người nữa là mạnh hơn hắn mà thôi diệp huyền cười lạnh nói trốn Tại sao phải trốn? Trên gương mặt Trần Tinh đầy vẻ lo lắng. Huyền thiếu, không phải ngươi cho rằng Tinh Huyền học viện của chúng ta có địa vị đặc biệt ở Lam Nguyệt Thành cho nên mới không thèm sợ đấy chứ? Vương gia và Chu gia là một trong đại gia tộc, hai nhà bọn họ liên thủ với nhau thì dù là viện trưởng trừ vĩ thần cũng chưa chắc có thể chống lại được. Huống hồ gì lúc ở luyện võ trường ngươi đã từng đắc tội với hắn, nếu như viện trưởng đồng ý giao ngươi ra thì sẽ tiêu đó. Hừ, ta và Vương Phi, Chu Huyền là quyết đấu sinh tử đường đường chính chính. Chu gia và vương gia dựa vào cái gì mà tới tìm ta? Đi, chúng ta ra xem kịch vui đi. Trần Tinh vỗ chán, hai mắt trợn trắng. Trời ạ, à, chuyện tới nước này rồi mà Huyền thiếu ngươi vẫn làm như không có gì to tát vậy, ta thật phục ngươi. Một bên bất lực than thở, Trần Tinh liền vội xông ra ngoài đuổi theo Diệp Huyền. Gã không biết rằng mấy chuyện thế này dù có trốn cũng không được, cho dù Diệp Huyền vĩnh viễn ở trong ký túc xá không ra khỏi cửa cũng vậy mà thôi. Văn phòng viện trưởng của Tinh Huyền học viện viện trưởng trừ vĩ thần đang đau đổ suy tư về chiêu thức có thể dung hợp khí thế thiên địa gọi là côn trưởng bắc minh thần công mà diệp huyền thi triển ra lúc sáng lão không ngừng nhớ lại mỗi lần nhớ lại trong lòng đều cảm thấy rung động sâu sắc ngay lúc lão nghĩ tới điểm mấu chốt thì lại bị thủ lĩnh lính canh chạy tới báo cáo quấy dày sau khi nghe thấy vương gia và chu gia đứng chặn ở cửa tinh huyền học viện trừ vĩ thần nhớ mày lão đang nghĩ tới điểm mấu chốt của côn trưởng lại bị quấy dày liền nhịn không được hừ lạnh một tiếng lạnh giọng nói Vương gia và Chu gia cũng thật to gan, cư nhiên dám bao vây trước cửa Tinh Huyền Học viện ta, chuyện này, ngươi đi tìm Vân Ngạo Tuyết lão sư, để cho nàng và những lão sư khác trong học viện xử lý đi, mấy chuyện nhỏ nhặt này không cần phải tới quấy giày ta nữa. Chương 91, xem náo nhiệt một, thủ lĩnh lính canh cung kính lui ra ngoài, hai đại gia tộc dẫn quân tới trước cửa rồi mà trong mắt Trừ Vĩ thần viện trưởng lại chỉ là chuyện nhỏ, thủ lĩnh lính cảnh cũng cảm thấy không biết nói gì. Y không biết là trừ vĩ thần lúc này đã hoàn toàn đắm chìm vào trong việc cảm ngộ cách dẫn động thiên địa chi thế của Diệp Huyền, chỉ cần có thể lĩnh ngộ thấu đáo chiêu này của Diệp Huyền thì rất có thể giúp lão trùng phá được tứ giai mà lão vẫn luôn không thể nào làm được, tiến vào cảnh giới thiên võ sư. Trước sức hấp dẫn của việc này thì đừng nói là vương gia và chu gia kéo quân tới trước cửa, cho dù là trời có sập xuống thì lão cũng chưa chắc chịu rời mông. Cửa tinh huyền học viện, không ít học viên trong học viện đều chạy ra, tò mò nhìn đám võ giả đằng đằng sát khí đang bao vây cửa chính ngoài học viện, liếu diếu nghị luận bàn tán đủ thứ. Hôm nay là kỳ thi cuối kỳ, kỳ thi kết thúc thì chính là kỳ nghỉ 2 tháng, phần lớn học viên có nhà ở Lam Nguyệt Thành thì lúc này cũng đã chuẩn bị để về nhà. Nghe nói xảy ra việc như vậy thì bọn họ lập tức tò mò ùa ra cửa học viện, bàn tán xôn xao. Nghe nói đây là cha của Vương Phi, Vương Tuyên của Vương Gia, hắn cũng là cao thủ địa võ sư nhị trọng, có hắn ở đây thì lần này Diệp Huyền thảm rồi. Người ngươi nói là ai? mau chỉ một cái cho ta xem chính là người kia kìa thấy chưa đứng ở trước đội ngũ của vương gia vẻ mặt sát khí đằng đằng đó là hắn sao sao mặt đen như đáy nổi vậy xấu như vậy cũng có thể thành cao thủ sao ngươi ngu quá con của hắn bị đánh thành phế vật rồi mặt hắn có thể không đen được sao chật chật vậy ai là cha của chu huyên chu huyên là con gái của tam gia chu gia người tới là ngũ gia và lục gia của chu gia chu tam gia nghe nói đang buôn bán bên ngoài phòng chừng không thể về ngay được Vương Tuyên trầm mặt, nhìn một đám học viên đang nghị luận hưng phấn bừng bừng không ngớt lời khiến cho lửa giận trong lòng gã ngày càng lớn, nếu như không phải Diệp Huyền thì con của gã sẽ là người nổi bật nhất, chói mắt nhất trong nhóm người này, nhưng hiện tại Vương Phi chỉ có thể nằm ở trên giường, dù cho có dưỡng thương lành hẳn thì sau này cũng không thể tiếp tục tập võ được nữa. Tất cả những chuyện này đều là do tên Diệp Huyền kia. Nếu như hôm nay Tinh Huyền Học viện không cho ta một cái công đạo thì ta sẽ khiến cho trời long đất lở. Trong lòng Vương Tuyên âm thầm giống giận Gã biết rõ địa vị của tinh huyền học viện rất cao, thuộc những nơi có địa vị cao quý nhất ở Lam Nguyệt Thành ngang ngửa với Hiệp hội Luyện Dược Sư và Hồn Sư Tháp. Bọn họ không kinh doanh thế lực như tam đại gia tộc, nhưng chưa từng có người dám xem thường bọn họ. Nhưng lần này thì khác, con trai của mình bị thê thảm như vậy, nếu như mình không đòi lại một cái công đạo cho con thì cuộc đời mình vất vả tu luyện còn có ý nghĩa gì nữa. Tinh huyền học viện rất cường đại, nhưng không tới mức không gì địch nổi, có vương gia và chu gia cùng liên thủ, căn bản không có gì đáng sợ lão sư tới rồi đúng lúc này người ở bên trong đột nhiên ồn ào xôn xao một đoàn lão sư do vân ngạo tuyết dẫn dắt đi ra cửa học viện các vị ta chính là lão sư vân ngạo tuyết của tinh huyền học viện những gì các ngươi nói ta đã biết chuyện của vương phi và chu huyên là kết quả của việc bọn họ và diệp huyền quyết đấu sinh tử công bằng tạo thành chúng ta cũng rất lấy làm tiếc nhưng căn cứ theo quy định của huyền điện quyết đấu sinh tử sống chết do trời định cho nên mong hai nhà các ngươi có thể thứ lỗi việc này tinh huyền học viện chúng ta cũng không muốn nhìn thấy vân ngạo tuyết vừa ra lời nào cũng có đạo lý công bằng công chính không hề thiên vị cũng không hề trốn tránh gì trong giọng nói cũng mang theo một chút tiếc hận nhưng lời dù có thành khẩn tới đâu nhưng lọt vào tai của vương gia và chu gia lại có vẻ vô cùng trói tai lão không tới hai nhà bọn họ đã kéo nhiều nhân mã tới đây như vậy mà viện trưởng vương tuyên của tinh huyền học viện cư nhiên không ra mặt chỉ để cho một lão sư đi ra giải thích lại còn là một nữ lão sư Chuyện này rơi vào trong mắt của hai đại gia tộc lập tức biến thành xem thường trắng trợn. Tinh Huyền Học viện các người quả thực rất lợi hại, nhưng Vương gia và Chu gia ta cũng là một trong tam đại gia tộc của Lam Nguyệt Thành, hiện tại đệ tử của chúng ta bị người ta đánh trọng thương trong học viện của ngươi, viện trưởng của các ngươi đầu tiên là không giao hung thủ ra, hai là không chịu ra mặt giải thích, chỉ để một người ra truyền lời, hy vọng có thể thứ lỗi, chỉ vậy thôi sao? Có giết heo tốt xấu gì cũng phải la lên hai tiếng chứ." Vương Tuyên lập tức nổi giận. "Ha ha hay cho một cái quyết đấu sinh tử sống chết do trời tinh huyền học viện chính là nơi dạy dỗ người sao lại biến thành nơi diễn ra thi đấu sống mái với nhau rồi lại còn các ngươi cũng không muốn như vậy theo ta được biết trước khi con trai ta bị phế thì đã thua rồi các ngươi hoàn toàn có cơ hội ngăn cản kết thúc việc này không cho hắn ra tay huống hồ gì ta còn nghe nói học viện các ngươi có lão sư công nhiên ngăn không cho những người khác cứu viện hành vi độc ác như vậy rốt cuộc là có dụng ý gì đúng vậy ta nghe nói trước khi huyền nhi của ta bị phế thì đã nhận thua rồi, vì sao Diệp Huyền còn hạ sát chiêu, kẻ tâm ngoan thủ là thế này, tiếp tục sống trên đời này căn bản chính là tai họa. Người của Chu gia cũng quát lạnh, giao hung thủ ra đây thì chúng ta sẽ lập tức rút lui, bằng không, hai nhà chúng ta sẽ không để yên cho tinh huyền học viện các người đâu. Người của Vương gia và Chu gia lại càng tức giận hơn. Quyết đấu sinh tử, sống chết do trời định, dựa theo quy định nghiêm khắc của tinh huyền học viện ta, đã trở lại một mảng cho hai người bọn họ, về phần Diệp Huyền, thi đấu công bằng, không hề làm sai, kính xin chư vị mau rời đi, đừng để ảnh hưởng tới trật tự của học viện ta. Vân Ngạo Tuyết cao mày nói, ha ha ha, hay cho một câu quyết đấu công bằng, không hề làm sai. Vương Tuyên điên cuồng cười phá lên, ánh mắt ngoan độc và dữ tợn. Hôm nay, nếu như tinh huyền học viện các ngươi không cho chúng ta một cái công đạo thì đừng hòng chúng ta rời đi, mau giao Diệp Huyền ra đây. Đúng, giao ra đây. Chương 92, xem náo nhiệt 2 nếu không giao ra thì đừng trách hai đại gia tộc chúng ta giết sông vào tinh huyền học viện của các ngươi. Hừ, ước hiếp thiếu gia của vương gia ta, thiếu gia vương gia ta và tiểu thư chu gia đều là học viên của học viện các ngươi, hôm nay lại tàn phế trở về, cái học viện rác rưởi các ngươi còn có mặt mũi tiếp tục mở ở Lam Nguyệt Thành sao. Cường giả của hai đại gia tộc đều phẫn nộ hét lên, có nhiều lời mấy người vương tuyên và chu trùng không tiện mở miệng, võ giả dưới trướng thì không cần phải cố kỵ gì. Làm càn, vân ngạo tuyết chừng mắt, lộ ra một tia lạnh y sắc bén. Các hạ, mọi chuyện đã rõ ràng, cho dù có bẩm báo lên phủ thành chủ thì tinh huyền học viện cũng không sợ gì, ta hạn cho các ngươi trong vòng nửa canh giờ phải rời đi, bằng không chính là khiêu khích tinh huyền học viện chúng ta, hậu quả tự gánh lấy. Phân ngạo tuyết cũng nổi giận, cái thứ gọi là tam đại gia tộc này nàng há lại không biết rõ, đệ tử vương gia và chu gia ỉ vào gia thế hùng hậu mà từng làm không biết bao nhiêu chuyện bị ổi vô sỉ trong học viện, làm to bụng nữ học viên, đánh gãy chân người khác, cướp tiền, phế tu vi người khác, việc gì cũng có, phần lớn học viên không dám đắc tội những gia tộc này, chỉ có thể cố nén giận, người nào nghiêm trọng hơn thì tạm thời nghỉ học, học viện không tìm thấy chứng cứ cho nên cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Hôm nay đệ tử Chu gia và Vương gia bị phế thì lại hùng hùng hổ hổ kéo ra yêu cầu phải giao ra hung thủ, chẳng lẽ họ cho rằng tinh huyền học viện nàng dễ bắt nạt sao? Vương Tuyên cười lạnh, ra vẻ thành khẩn nói với Vân Ngạo Tuyết: "Các vị lão sư, chuyện này không phải các người có thể định đoạt." ta khuyên các ngươi nên tranh thủ thời gian báo lại cho viện trưởng trừ vĩ thần của các ngươi thì hơn, đừng tự rước phiền toái vào người. Ngữ khí của gã nhìn thì như thành khẩn, nhưng ánh mắt, vẻ mặt lại giống như đang nói với Vân Ngạo Tuyết, địa vị của ngươi quá thấp, hai đại gia tộc bọn ta không thèm để vào mắt, mau mau gọi đại nhân của ngươi ra đây, bằng không chính là tự tìm phiền toái đó. Ánh mắt Vân Ngạo Tuyết thoáng chốc liền trầm xuống, hừ, đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, chính là La Chiến đi ra cùng với Vân Ngạo Tuyết chỉ thấy gã lạnh lùng nói. Các vị, vân ngạo tuyết lão sư là do viện trưởng chúng ta khâm điểm, lời của nàng chính là lời của viện trưởng ta, các ngươi nhiều lần chống đối nàng chính là muốn chống đối tinh huyền học viện chúng ta, các hạ đừng quá cản rỡ. La chiến, nơi này còn chưa tới phiên ngươi lên tiếng. Lúc này vu văn đột nhiên bước ra, gã cười gằn lòng đầy căm phẫn nói. Nếu như không phải ngươi ngăn ta lại thì Diệp Huyền sao có thể phế Vương Phi và Chu Huyên được, hiện tại hai đại gia tộc cũng sẽ không tới đây đòi người, tất cả những chuyện này đều có phần do lỗi của ngươi vu văn không được nói nữa vân ngạo tuyết quát lạnh hóa ra là ngươi chính là tên la chiến đã để cho diệp huyền kia phế con ta vương tuyên nghe xong thì hai mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào la chiến lộ ra sát ý kinh người la chiến cười lạnh phong độ nhẹ nhàng gã cũng lời giải thích gã đi ra từ trong biển máu chuyện gì mà chưa từng thấy chút sát khí của vương tuyên đã là gì vu văn ngẩng đầu lên vân lão sư theo ta thấy không bằng học viện chúng ta cứ giao Diệp Huyền ra đi, ta cũng là vì muốn tốt cho học viện, học viên làm bài hoại thanh danh của học viện ta, còn chọc ra đại địch như Diệp Huyền, giữ lại cũng chỉ mang họa mà thôi. Người câm miệng, ánh mắt Vân Ngạo Tuyết trầm xuống, Tinh Huyền học viện chúng ta tuyệt đối không vứt bỏ bất kỳ học viên nào, huống hồ gì Diệp Huyền căn bản không làm gì sai. Lời này vừa ra thì rất nhiều học viên đều cảm thấy vô cùng cảm động. Ha ha, quả nhiên vẫn là Vân Ngạo Tuyết lão sư quan tâm học viện. Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên truyền tới từ phía xa, mọi người quay đầu lại nhìn đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, cư nhiên là Diệp Huyền. Chỉ thấy hắn mỉm cười đi tới, Trần Tinh thì đi theo bên cạnh, đi xuyên qua đám người, thảnh thơi nhàn nhã như đi tới như đang dạo chơi vậy. Diệp Huyền, sao ngươi lại tới đây? Sắc mặt của Vân Ngạo Tuyết trầm xuống, quát lên hỏi, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, lẽ nào Diệp Huyền vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì hay sao, cư nhiên còn dám đi ra đây, lần này hai đại gia tộc kéo nhiều cao thủ tới như vậy, nếu như bọn họ thật sự muốn xông vào thì ngay cả nàng cũng không dám đảm bảo có thể bảo vệ được Diệp Huyền. Diệp Huyền cười khẽ một tiếng, nghe nói có một đám người tới trước cửa học viên chúng ta gây sự, ta ở ký túc xá rảnh rỗi không có việc gì làm nên ra đây xem náo nhiệt. Ra xem nào nhiệt, mặc kệ là quần chúng tụ tập vây xem ở bên ngoài hay là học viên bên trong học viện đều chừng to mắt lên nhìn, suýt chút là té xỉu chẳng lẽ tiểu tử nhà ngươi không biết mấy trăm võ giả sát khí đằng đằng đứng ngoài này chính là tới muốn giết ngươi hay sao còn ngây ngô chạy ra đây xem náo nhiệt thần kinh bất thường cũng vừa vừa phải phải thôi chứ ngươi chính là diệp huyền là tên diệp huyền đã phế con trai vương tuyên lạnh lùng nhìn diệp huyền sát khí phóng thích ra không hề che giấu uy áp đại biểu cho địa võ sư nhị trọng giống như núi lớn lăng không hung hăng đè lên người diệp huyền Gã rất muốn xem khi Diệp Huyền bị sát khí của mình dọa sợ thì sợ hãi và hối hận trong lòng của hắn sẽ mãnh liệt cỡ nào. Nhưng rất nhanh gã liền thất vọng. Diệp Huyền giống như hoàn toàn không có việc gì, ngẩng đầu hỏi vẻ vô tội. Con của ngươi là ai? Ngươi? Vương Tuyên giận tím mặt, tức tới mức suýt chút nữa đã trực tiếp phun máu ra rồi. Gã cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Con ta là Vương Phi. À, là hắn sao? Nhớ ra rồi, đúng rồi, người tìm ta có chuyện gì? Tiểu Súc Sinh đừng có ngông cuồng ta sẽ khiến người hối hận vì đã sinh ra trên đời này vương tuyên rốt cuộc cũng không thể giữ được bình tình nữa nổi giận chửi lớn đứng bật dậy ha ha quả nhiên là cha nào con nấy con trai miệng phun đầy phân thích khoác lác cha cũng vậy mà thôi quả nhiên thứ này có thể di truyền a à, vương tuyên gần như sắp tức phát điên rồi gã không ngờ tới tên diệp huyền này đứng trước mặt mình mà vẫn dám kiêu ngạo như vậy khiến gã tức giận tới mức suýt nữa lên cơn nhồi máu cơ tim tức giận nói chương 93, bắt hết tất cả lại một. Tiểu súc sinh, có gan thì ngươi đi ra đây đấu với ta. Có phải ngươi bị ngu hay không, để cho ta ra đấu với một ông già bốn mươi mấy năm mươi tuổi như ngươi, đầu óc của ngươi bị lừa đá sao? Ngươi, vương tuyên tức giận tới mức mặt mày trắng bệch, chỉ vào Diệp Huyền, nửa ngày không nói nên lời. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc không thôi, mồm miệng của tên Diệp Huyền quả thực quá độc, Đường đường là nhân vật đứng thứ hai của Vương gia trong Tam đại gia tộc cư nhiên lại bị nói tới mức chịu không nổi này, quả là hiếm có. Trong lòng cường giả của Chu gia tuy rằng cũng rất tức giận, nhưng lúc này lại cố giữ tỉnh táo, một mực im lặng không lên tiếng, nếu như Vương gia đã tình nguyện đi trước dẫn đầu thì bọn họ cần gì phải ra mặt. Thực ra thì trong lòng bọn họ đều biết rõ, đắc tội hai nhà bọn họ thì tên Diệp Huyền này chết là cái chắc, Tinh Huyền học viện có bảo vệ hắn hay không cũng vậy chẳng qua là bọn họ muốn nhân việc này bày ra cường thế của hai đại gia tộc bọn họ ở trước mặt dân chúng Lam Nguyệt Thành. Các hạ, ta hỏi lại lần cuối cùng, rốt cuộc là tinh huyền học viện các người có giao tên Diệp Huyền này ra hay không? Vương Thông nhìn chằm chằm vào vân ngạo tuyết lạnh lùng nói. Xin các vị quay về đi, Diệp Huyền là học viên của học viện chúng ta, học viện chúng ta đương nhiên bảo vệ hắn an toàn. Tốt lắm, Vương Thông cười lạnh, nếu đã như vậy thì ta cũng muốn xem tinh huyền học viện các người có thể bảo vệ được hắn bao lâu. Đệ tử vương ra nghe đây, canh giữ ở cửa tinh huyền học viện, nếu như Diệp huyền ra khỏi cửa thì giết không cần hỏi. Vương thông nghiêm giọng quát, vâng, đám người kia đáp lời. Chu trùng và chu tiền đưa mắt nhìn nhau, cũng đứng dậy quát lạnh. Đệ tử chu ra nghe đây, canh giữ trước cửa tinh huyền học viện, một khi Diệp huyền bước ra nửa bước thì giết ngay tại chỗ. Vâng, võ giả chu ra đáp lời, sắc mặt phân ngạo tuyết trầm xuống. Các ngươi làm vậy chính là khiêu khích tinh huyền học viện ta, mau rời khỏi đây cho ta lời này của các hạ sai rồi vương thông cười lạnh nói tất cả dân chúng ở đây đều tận mắt nhìn thấy vì học viện của các ngươi không đồng ý cho nên hai đại gia tộc chúng ta chưa từng bước vào học viện của các ngươi nửa bước đây đã là cho tinh huyền học viện các ngươi mặt mũi lắm rồi nhưng con đường bên ngoài học viện các ngươi là lãnh địa của lam nguyệt thành chúng ta đứng ở đây cũng không hề ảnh hưởng chút nào tới tinh huyền học viện các ngươi đúng không hay là nói cả lam nguyệt thành này đều là phạm vi của tinh huyền học viện các ngươi chúng ta không được đứng ở đây Ha ha ha, Diệp Huyền, có gan thì ngươi tiếp tục ở lại trong học viện, vĩnh viễn đừng ra, một khi ngươi bước ra thì đó cũng là giờ chết của ngươi. Vương Tuyên cười ha hả quên nói cho ngươi biết, bởi vì việc ác ngươi gây ra, Diệp ra của các ngươi chắc là cũng lung lay sắp sụp đổ rồi, ha ha ha. Sắc mặt phân ngạo tuyết trở nên vô cùng khó coi, trong mắt Diệp Huyền lóe ra một đạo hàn quang, hai đại gia tộc này quả thực là muốn chết rồi. Thủ đoạn của hai đại gia tộc này thật độc ác, nếu như vậy thì diệp huyền chết cũng không thể rời khỏi học viện rồi vậy thì may ra mới còn đường sống vậy thì chưa chắc bị hai đại gia tộc bao vây như vậy tinh huyền học viện mất hết mặt mũi nói không chừng sẽ giao diệp huyền ra thật là đáng thương đám người vây xem đều bàn tán không ngớt thở dài tiếc hận đúng lúc này lại có tiếng vó ngựa ầm ầm truyền tới cả con đường đột nhiên rung chuyển bụi mù mọi người cảm thấy nghi hoặc trong lòng chỉ nghe từ xa vang tới tiếng quát tháo xua đuổi không ngừng một đoàn quân sĩ thành vệ quân thân mặc khôi giáp cưỡi ngựa đi tới, tay cầm vũ khí xua đám người ra đi thẳng tới cửa tinh huyền học viện. Người đâu, mau bắt hết đám người tụ tập gây sự này lại, giải vào đại lao. Người dẫn đầu khí vũ hiên ngang, đi vào bên trong, chiến đao trong tay chỉ về phía hai đại gia tộc, mở miệng quát lớn, thanh âm vang vọng chói tay, nháy mắt liền truyền vào tai của tất cả mọi người đang đứng ở con đường này. Vâng theo tiếng quát chói tai vang lên thì hàng trăm ngàn thành vệ quân nháy mắt liền chia quân ra như rồng rắn bao vây võ giả của hai đại gia tộc lại, đao quang lóe sáng thẳng tắp giống như một mảnh rừng đao thép. Đội ngũ của hai đại gia tộc lập tức rối loạn lên, tất cả dân chúng và học viện của tinh huyền học viện cũng kinh ngạc không hiểu. Chuyện gì thế này, xảy ra chuyện gì vậy, tại sao thành vệ quân đột nhiên lại tới đây bắt người? Đám người líu díu bàn tán, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra vương gia và chu gia là tam đại gia tộc của lam nguyệt thành là một trong những thế lực đáng sợ nhất của lam nguyệt thành có trăm ngàn mối quan hệ với thành vệ quân bình thường thì hai đại gia tộc có hành động gì thì căn bản thành vệ quân cũng sẽ không xuất động làm gì cho dù có xuất động thì cũng chỉ có một hai tiểu đội tới làm cho có hình thức nhưng lần này thành vệ quân vừa tới đã đòi bắt người khiến cho mọi người cảm thấy hoang mang khó hiểu mà võ giả của chu gia và vương gia đối diện với lệnh bắt người của thành vệ quân thì chẳng những không giơ tay chịu trói mà còn chống cự lại ẩn ẩn dây dưa ra khói lửa đợi đã vương thông vội vàng chạy lên phía trước vừa chắp tay mỉm cười nói hóa ra là lâm thống lĩnh đã lâu không gặp biệt lai vô dạng hừ lâm hùng hừ lạnh một tiếng quay đầu đi ánh mắt giao nhau với diệp huyền khẽ gật đầu một cái đối mặt với vẻ ngạo nghễ của lâm hùng trong lòng của vương thông cũng dậy lửa giận nhưng không biểu hiện ra ngoài chút nào chỉ mỉm cười nói lâm thống lĩnh không biết vương gia và chu gia ta đã phạm phải chuyện gì khiến cho thành vệ quân các ngươi vừa tới liền nóng nảy muốn bắt chúng ta tống vào đại lao vương gia và chu gia ta luôn tuân thủ pháp luật trong chuyện này có phải là có hiểu lầm gì hay không hiểu lầm lâm hùng cười lạnh hai tiếng ta nhận được tin báo vương gia và chu gia các ngươi tụ tập gây chuyện nhiễu loạn trị an phá hỏng tình đoàn kết của lam nguyệt thành không được phản kháng, ngoan ngoãn trở về thành vệ quân nói rõ ràng cho ta, nếu không thì đừng trách Lâm Hùng ta không nể mặt. Chương 914, bắt hết tất cả lại hai. Sắc mặt của Vương Thông trầm xuống, không nể mặt, cái tên Lâm Hùng này vừa tới, không nói không rằng đã trực tiếp bắt người, đã cho hai nhà bọn họ chút mặt mũi nào đâu. Lâm Thống lĩnh, trong chuyện này có phải là có hiểu lầm gì hay không? Vương Thông cố nén lửa giận không nổi cơn thịnh nộ. Lần này Vương gia và Chu gia ta tới Tinh Huyền Học viện chính là vì muốn đòi lại một cái công đạo cho đệ tử của hai gia tộc chúng ta, Vương phi của Vương gia ta và Chu Huyên của Chu gia bị đệ tử Diệp Huyền của Tinh Huyền Học viện đánh thành phế nhân trước mặt mọi người, tới bây giờ còn chưa rõ sống chết, chúng ta tới chỉ là vì muốn đòi lại một cái công đạo, tuyệt đối không phải tụ tập gây chuyện, kính xin Lâm thống lĩnh minh xét. Đúng vậy, Chu chúng ta cũng có chút quen biết với cổ thống lĩnh của thành vệ quân các ngươi, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Ha ha nói không sai ở lam nguyệt thành ai mà không biết hai nhà chu vương ta đều là những công dân tốt tuân thủ pháp luật tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện như tụ tập gây sự đám người chu trùng cũng mỉm cười bước lên giải thích thật sao chật chật có những kẻ đúng là không biết xấu hổ là gì diệp huyền đột nhiên cười lạnh các ngươi bao vây tinh huyền học viện mắng chửi nơi dạy học đây không phải là tụ tập gây sự thì là gì vừa rồi ta còn nghe thấy kẻ nào đó uy hiếp ta nói nếu như ta bước ra khỏi cửa học viện nửa bước thì sẽ giết chết ngay tại chỗ đây cũng xem như uy hiếp và đe dọa trắng trợn đúng không lâm thống lĩnh hiện tại ta muốn kiện vương gia và chu gia đe dọa ta trước mặt nhiều người mong rằng lâm thống lĩnh xem xét làm chủ cho tiểu dân diệp huyền quát lớn trần tinh cũng vội vàng bước ra vừa lau nước mắt vừa lau nước mũi la lên đúng rồi lâm thống lĩnh ta chính là trần tinh đệ tử trần gia vừa rồi ta cũng nghe thấy trưởng lão của chu gia và vương gia đe dọa huyền thiếu nói muốn giết chết hắn tại chỗ, trong mắt bọn họ không có luật pháp phương quốc, hai lỗ tai của ta nghe rõ ràng, rành mạch, kính xin lâm thống lĩnh làm chủ cho huyền thiếu của chúng ta, chúng ta thân là học viên của tinh huyền học viện, một lòng học tập, bình thường ngay cả một cọng cỏ cũng không nỡ dẫm đạp, không ngờ lại bị người ta đe dọa như vậy, cầu thống lĩnh đại nhân chủ trì công đạo. Dân chúng ở đây suýt nữa choáng váng đầu óc, Diệp Huyền và Trần Tinh quả thực là nghĩ gì nói đó, thật giống như cho rằng lâm thống lĩnh sẽ chủ trì công đạo cho bọn họ không bằng. Lần này Lâm thống lĩnh tới quả thật có chút là lạ, nhưng chuyện này tất có ẩn tình bên trong, há có thể quan tâm tới sống chết của một học viên nho nhỏ như ngươi. Mọi người còn đang nghĩ ngợi chưa xong thì đã nhìn thấy một việc khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Chỉ thấy lời Diệp Huyền và Trần Tinh còn chưa dứt thì Lâm Hùng cư nhiên gầm lên một tiếng, sắc mặt gã sa sầm, giận tím mặt nói: "Quả thật là coi trời bằng vung, tội không thể tha, ban ngày ban mặt" ngay trong lam nguyệt thành ta lại xảy ra chuyện khinh thường pháp kỳ thế này lâm hùng ta thân là thống lĩnh thành vệ quân cảm thấy tiếc thương sâu sắc người đâu mau bắt trưởng lão vương ra và chu ra lại một tên cũng không tha mọi người triệt để choáng váng hai người này rốt cuộc muốn làm gì đây hình như đi sai hướng rồi lâm thống lĩnh từ từ đã trong chuyện này tất có hiểu lầm chuyện gì cũng phải từ từ nói chuyện gì cũng phải từ từ nói chu trùng vội vàng bước lên nói hừ có lời gì thì các ngươi cứ giữ lại đó đợi về thành vệ sở hãy nói, có phải là tụ tập gây chuyện hay không, bản thống lĩnh tự có định đoạt, không cần các ngươi dạy cho ta, bắt tất cả lại cho ta, không được bỏ sót tên nào. Lâm Hùng vừa dứt lời thì một đoàn thành vệ quân đã bước lên. Xoàn xoàn một tiếng, dân chúng xung quanh lập tức sợ hãi vội vàng lùi lại sau vài bước, sợ bị vạ lây. Lâm Phó Thống lĩnh, xem ra ngươi không muốn cho vương gia chúng ta mặt mũi rồi đúng không? Sắc mặt vương thông lập tức trầm xuống, Y đã lựa lời mà nói, không ngờ Lâm Hùng lại không hề nể mặt, nếu như tiếp tục nhịn xuống thì mặt mũi của vương gia sẽ mất hết. Ha ha, mặt mũi, mặt mũi của vương gia các người đáng giá bao nhiêu tiền. Lâm Hùng cười nhạo một tiếng, ngươi, chỉ là một phó thống lĩnh mà thôi, cũng dám ở đây diễu võ dương oai, gọi ngươi một tiếng thống lĩnh thì ngươi thật sự tự rát vàng lên mặt mình rồi sao, ta lại muốn nhìn xem thành vệ quân các ngươi ai dám bắt ta. Trong lòng vương thông vốn đang vô cùng phẫn nộ, Bị Lâm Hùng làm như vậy thì càng thêm tức giận, y cười lạnh, mắt lộ ra sát khí, lực lượng địa võ sư nhị trọng cường đại nháy mắt liền bùng phát bên ngoài thân thể y, hình thành một cỗ gió xoáy mãnh liệt, giống như một pho tượng chiến thần. Quả nhiên là coi trời bằng vung, ngay cả thành vệ quân cũng không để vào mắt. Lâm Hùng nheo mắt, cười lạnh nói: "Hôm nay Lâm Hùng ta muốn bắt ngươi, có gan thì ngươi cứ thử phản kháng đi, bắt lại hết cho ta." Tiếng hét phẫn nộ của Lâm Hùng vừa dứt thì một đám thành vệ quân liền bắt đầu ra tay bắt người. Ken, Vương Gia và Chu Gia chính là tam đại gia tộc của Lam Nguyệt Thành, là bá chủ một phương của Lam Nguyệt Thành, khi nào thì thành vệ quân cũng dám động thủ với bọn họ. Đối mặt với thành vệ quân vây bắt, bọn họ đều rút vũ khí ra, rằng co với nhau, đồng thời đưa mắt nhìn về phía đám người vương thông, rõ ràng chỉ cần chủ tử mở miệng thì bọn họ sẽ ra tay phản kích ngay. Ánh mắt Vương Tuyên như bắn ra lửa, huyền khí ngoài thân chấn động một cái, lập tức đánh cho thành vệ quân đứng gần gã bắn ngược ra ngoài, đồng thời xài bước đi về phía Lâm Hùng, trên người tản ra khí tức khiến cho người ta sợ hãi, sát khí nồng đậm giống như thực chất quanh quẩn trong không trung. Làm càn, Lâm Hùng thấy thế thì giận tím mạnh, quát lớn, kỳ linh, có thuộc hạ, bắt tất cả lại hết cho ta, nếu như ai dám phản kháng thì giết không cần hỏi. Quả là coi trời bằng vung, làm Nguyệt Thành dưới trướng vương quốc. Vương gia và chu gia các người ai cũng cho rằng đây là thiên hạ của các người chắc. Vâng, mệnh lệnh vừa hạ xuống thì tình trạng xô đẩy rằng có trước kia lập tức thay đổi, một đám thành vệ quân như lang như hổ, chỉ mấy giây đã có nơi đổ máu, tràng diện mơ hồ phát triển về hướng hỗn loạn. chương 95, bạo khởi nhi kích một ánh mắt của vương tuyên hung ác, sát khí bắn ra bốn phía, cả người sắp bạo phát. Đúng lúc này, dừng tay, vương thông đột nhiên giống to một tiếng, y hít sâu mấy cái, ánh mắt lạnh lùng nói. Tất cả người của vương gia không được phép phản kháng, đều tới thành vệ sở, ta lại muốn nhìn xem lâm phó thống lĩnh sẽ lấy tội danh gì để định tội chúng ta. Tứ đệ, vương tuyên lập tức nổi nóng, nếu vậy thì mục đích bắt giết Diệp Huyền của bọn họ sẽ thất bại rồi. Nhị ca, thành vệ quân đại biểu cho phủ thành chủ, vương gia chúng ta không thể chống lại nổi. Vương Thông cắn răng nói, nhưng người cứ yên tâm đi, Diệp Huyền chỉ là một tên tiểu tử, trốn không thoát được. Hơn nữa thành vệ quân cũng không phải thiên hạ của Lâm Hùng, ta và của Phương Thống lính cũng có chút giao tình, chờ tới thành vệ sở làm rõ tình hình, chúng ta lập tức có thể thoát thân được rồi. Vương Thông cũng đã mở miệng, võ giả vương gia lập tức ngừng phản kháng cả đám ngoan ngoãn đưa tay chịu trói chu gia thấy thế thì cũng đành phải ngừng tay không phản kháng nữa lâm phó thống lĩnh thành vệ quân này cũng không phải thiên hạ của ngươi chuyện hôm nay ta sẽ không để yên đâu vương thông lạnh lùng nói nếu như đã vạch mặt thì y cũng không cần phải ăn nói nhỏ nhẹ làm gì nữa chỉ là chuyện hơn mấy trăm võ giả của vương gia bị bắt về thành vệ sở thế này cũng đủ làm cho vương gia mất hết mặt mũi ở lam nguyệt thành ta có thể xem những lời này của ngươi là đang đe dọa mệnh quan triều đình hay không lâm hùng cười lạnh ôm tay lên, đưa đi hết. mấy đội trưởng kỳ linh lập tức đi tới trước mặt đám người vương thông. mắt thấy vương tuyên sẽ bị bắt đi, trong mắt của gã đột nhiên bắn ra một đoàn lửa giận. chết đi! gã đột nhiên tức giận gầm lên, cả người vọt lên nhanh như chớp, xông thẳng vào tinh huyền học viện, đánh một trưởng về phía đầu của diệp huyền. lửa giận trong lòng gã lúc này bùng phát hừng hực như núi lửa phun trào, không giết chết được diệp huyền thì không thể nào dập tắt được. nhanh quá, động tác của vương tuyên quá nhanh. Không ai ngờ gã lại đột nhiên vọt vào bên trong Tinh Huyền Học viện, động thủ với Diệp Huyền, đợi mọi người phản ứng lại thì Vương Tuyên cư nhiên đã vọt tới trước mặt Diệp Huyền. "Không xong!" Đám người Vân Ngạo Tuyết, La Chiến và Lâm Hùng lập tức kinh hô, vọt lên trước. Trong đó có Vân Ngạo Tuyết là ở gần Diệp Huyền nhất, chỉ thấy nàng đột nhiên rút một thanh trường kiếm từ bên hông ra, trường kiếm lạnh như băng, rét lạnh như xương, hóa thành kiếm quang sắc bén lóe lên, nhanh chóng chém về phía trước ngực của Vương Tuyên. "Cút!" Vương Tuyên hét lớn đánh ra một trường, thực lực cường đại của địa võ sư nhị trọng xuất ra không hề cố kỵ, trực tiếp đánh cho Vân Ngạo Tuyết chỉ mới là võ sư tam trọng bay ra ngoài. Có Vân Ngạo Tuyết ngăn lại, La Chiến bên kia cũng kịp chạy tới. Thiết thoái vô tình, phá, hai chân La Chiến đá ra, lập tức có tiếng xé gió ồ ồ mãnh liệt như quỷ khóc thần gào vang lên, nương theo thoái ảnh khủng bố đánh về phía Vương Tuyên. Tên què chết tiệt, cút ra cho ra, ánh mắt Vương Tuyên trầm xuống, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một con hắc xà khủng bố dài gần một trượng, hắt xả ánh mắt lạnh lẽo, theo tay phải của gã đánh mạnh lên hai chân của La Chiến, dầm một tiếng, La Chiến phun máu tươi bay ra ngoài. Tiểu súc sinh, hiện tại xem ai có thể cứu được ngươi. Vương Tuyên cười lớn đầy dữ tợn, vẻ mặt hung ác đáng sợ, gã giống to một tiếng đập một trường lên đỉnh đầu của Diệp Huyền, chỉ nháy mắt nữa thôi thì Diệp Huyền sẽ đầu mình hai nơi. ầm, uhm, trong mắt Diệp Huyền đột nhiên bắn ra một đạo thần quang. Vô tương hồn quyết, tật, một đạo hồn lực hư vô mở ảo, giống như một mũi tên đột nhiên từ trong mắt của Diệp Huyền bắn vào trong cơ thể của Vương Tuyên, khiến vẻ mặt của gã lập tức khựng lại. Nhưng cũng chỉ khựng lại một chút mà thôi, tuy hồn lực của Diệp Huyền rất mạnh, nhưng cũng chỉ mới là nhất sai cao đẳng mà thôi, chỉ có thể ngăn cản đối phương lại một chút, nháy mắt, một trưởng của Vương Tuyên lại đánh xuống lần nữa. Vèo, nhưng một thoáng đó lại khiến cho Lâm Hùng chạy tới kịp lúc, một cổ đao mang sông thẳng lên trời, giống như cột trời từ trên cao giáng xuống, hung hăng đánh về phía Vương Tuyên cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng vương tuyên gã có thể cảm giác được nếu một trưởng của mình đánh xuống tuy diệp huyền sẽ chết nhưng bản thân mình cũng sẽ chết dưới một đao kia của lâm hùng ngay thời khắc mấu chốt vương tuyên từ bỏ việc giết diệp huyền xoay người đánh ra một trưởng toàn lực lâm hùng người muốn chết cút ra cho ta vẻ mặt vương tuyên vô cùng dữ tợn hắt xà võ hồn kết hợp với đại la thiên trưởng đánh ra giọng điệu của lâm hùng khi nãy khiến cho lòng gã tức giận khó nén chỉ là một phó thống lĩnh địa võ sư nhất trọng mà dám ăn nói như vậy với gã, không dạy cho Lâm Hùng một bài học thì khó mà giải được mối hận trong lòng gã. Một trường này, Vương Tuyên không chỉ muốn đánh lui mà còn muốn đánh Lâm Hùng trọng thương. Âm, um, trường ảnh mờ mịt, hát xà võ hồn kết hợp với đại la thiên trường, trên không trung giống như có một trường ấn màu đen dần dần xuất hiện, mang theo huyền mang âm lãnh chân áp hết thảy. Sau cùng, trường và đao va nhau giữa không trung, huyền khí kịch liệt như lốc xoáy cuốn phăng mọi thứ, thổi quét khắp nơi. Một màn khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ nhất đã xảy ra, đao quang do Lâm Hùng chém ra, vô kiên bất tồi, hung hăng chém nát trường ấn mà Vương Tuyên đánh ra, sau đó bổ lên lồng ngực của hắn. Phụt, Vương Tuyên chật vật lui ra ngoài, hai mắt trừng lớn đầy kinh ngạc, trong miệng phun ra một búng máu tươi. Vương Tuyên, người dám động thủ trước mặt ta, Lâm Hùng nổi giận, lần này gã thật sự nổi giận. Vừa rồi nếu như không phải có Vân Ngạo Tuyết và La Chiến ngăn cản lại một chút thì Diệp Huyền chắc đã bị Vương Tuyên đánh chết rồi, cảnh tượng vừa rồi Lâm Hùng chỉ ngẫm thôi đã cảm run sợ và tràn đầy phẫn nộ. Diệp Huyền là ân nhân của gã, cũng giống như phụ mẫu tái sinh của gã, nếu như không nhờ có Diệp Huyền thì chỉ sợ gã đã sớm trở thành một phế nhân, Vương Tuyên dám ra tay với Diệp Huyền thì còn nghiêm trọng hơn động thủ với gã. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Hùng lại càng thêm tức giận, gã liên tục giống giận, đau mang đánh ra liên tục như nước chảy, tựa hồ như không cần mạng. Phập phập phập, chương 96, bạo khởi nhi kích 2. Vương Tuyên đối diện đã hoàn toàn bị đánh cho choáng váng rồi, chỉ có thể liên tục lùi lại, nếu như không phải vì gã thân cũng là cường giả địa võ sư nhị trọng, hơn nữa còn có thêm hắc xà võ hồn công được thủ được của gã thì sợ là gã cũng đã sớm chết dưới đao của Lâm Hùng rồi. Nhưng dù như vậy đi nữa, toàn thân Vương Tuyên lúc này cũng toàn là máu, trên người không có chỗ nào lành lặn. Chẳng những Vương Tuyên choáng váng mà tất cả võ giả có mặt ở đây cũng bị chấn nhiếp, cả đám đứng ngây ra như phóng, không dám tin vào chuyện trước mắt mình. Vương Tuyên chính là nhân vật đứng thứ hai của Vương gia, là cao thủ địa võ sư nhị trọng, còn Lâm Hùng chỉ là một phó thống lĩnh địa võ sư nhất trọng mà thôi. Nghe nói mấy ngày trước võ hồn của gã còn bị thương, gần như đã sắp trở thành một phế nhân. Theo đạo lý thì Lâm Hùng vốn không phải là đối thủ của Vương Tuyên mới đúng, nhưng kết quả lại là Lâm Hùng áp chế Vương Tuyên đánh liên hồi, tràng cảnh khó mà ngờ tới này khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ trong lòng. Lâm thống lĩnh dừng tay, lúc này Vương Thông cũng không thể không xông lên bằng không cứ tiếp tục như vậy thì Vương Tuyên sẽ bị đánh chết, đây là việc y tuyệt đối không thể nhìn thấy. Trước khi ra tay, Vương Thông còn ra dấu cho Chu Tiền và Chu Trùng, bằng vào một mình y, căn bản không thể ngăn cản Lâm Hùng được. Veo veo veo, chỉ một thoáng, vài cường giả địa võ sư của Vương gia và Chu gia đều lao nhanh tới, ba người liên thủ với Vương Tuyên, lúc này khó khăn lắm mới có thể ngăn Lâm Hùng lại được. Lâm thống lĩnh, dù cho nhị ca của ta có phạm sai lầm lớn hơn nữa cũng phải do phủ thành chủ định đoạt người chỉ là một phó thống lĩnh thành vệ quân chẳng lẽ còn muốn giết người tại chỗ hay sao vương thông tức giận nói hừ lâm hùng không để ý tới y chỉ đuổi cho tên vương tuyên kia chạy loạn khắp nơi như chó nhà có tang tất cả đệ tử vương ra nghe rõ mau ngăn kẻ này lại cho ta rốt cuộc vương thông cũng không thể quản nhiều nữa lâm hùng quả thực là phó thống lĩnh thành vệ quân nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn gã giết nhị ca của mình được vương gia đã cắm dễ sâu ở lam nguyệt thành xảy ra chuyện dù có lên tới phủ thành chủ cũng có thể xoay chuyển được tình hình nhưng quyết không thể để nghị ca chết ở nơi này được vương thông vừa hạ lệnh xuống thì đám võ giả vương ra vốn đang giơ tay chịu trói đều phản ứng lại lửa giận mà bọn họ cố nén nãy giờ rốt cuộc cũng bùng phát giống giận phản kháng chú ý bảo vệ học viện vân ngạo tuyết lo lắng quay sang nói với những lão sư khác tất cả dân chúng có mặt ở đây đều trợn tròn mắt ra nhìn không ai có thể ngờ được cục diện đang an an ổn ổn lại vì Vương Tuyên đột nhiên lên cơn mà biến thành một tràng hỗn loạn lớn thế này, nếu cứ kéo dài thế này thì nếu không chết vài chục một trăm thì căn bản không thể ngừng được. Còn Vương gia dám công nhiên đối kháng với thành vệ quân, đây là hành vi tương đương với bạo loạn, tội này giáng xuống thì dù Vương gia tổn thất thảm trọng đi nữa, nhưng Lâm Hùng Thân là phó thống lĩnh, tới lúc đó cũng khó tránh khỏi bị trách phạt. Ngay tại lúc cục diện trước mắt gần như không thể vãn hồi được thì. Đủ rồi, các người còn muốn ồn ào tới khi nào nữa, lão phu ta đang chuẩn bị cảm ngộ một phen, tu luyện một lát, các người lại ồn ào lâu như vậy, vương tuyên người cũng dám vào tinh huyền học viện ta giết học viên của ta, là cho rằng tinh huyền học viện ta dễ bắt nạt hay sao? Một tiếng giống tức giận đột nhiên truyền tới từ bên trong học viện, thanh âm này ẩn chứa một loại âm ba công pháp nào đó, chấn cho tất cả võ giả có mặt ở đây đầu óc ong ong, một ít võ giả cấp thấp thì đầu choáng mắt hoa, ít hầu ngứa ngứa, thiếu chút nữa đã ngất đi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân ảnh bạch sắc theo tiếng hô lướt nhanh tới, tốc độ cực nhanh, khiến cho người ta gần như không thấy rõ bộ dạng. Viện trưởng, Vân Ngạo Tuyết mừng rỡ lên tiếng, chỉ thấy bóng người màu trắng này nhanh chóng nhảy vào giữa đám người đang đánh nhau, ầm 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 tiếng đánh nhau vang lên liên tiếp, từ đại địa võ sư nhất trọng là Vương Tuyên và Vương Thông của Vương gia, Chu Trùng, Chu Tiền của Chu gia bị đánh bay ra như một đống bao tải rách, chật vật ngã lăn quay ngay trước cổng của học viện. Sau khi bóng người nọ làm xong hết thảy thì lại một tiếng giết gào vang lên, nhảy vào giữa đám võ giả vương gia và thành vệ quân đang rằng co với nhau, đinh đinh đang đang, bóng người nọ vào tới đâu thì đám người hai bên liền chật vật tách ra, cả đám ngã nhào ra đất, đầu óc vẫn choáng váng không thôi. Chỉ hơn 10 giây, lão giả liền trở về đứng bên cạnh đám người vân ngạo tuyết, lúc này mọi người mới có thể nhìn rõ ràng bộ dạng của người nọ, không phải viện trưởng trừ vĩ thần thì còn có thể là ai. Quần chúng vây xem đều trợn mắt há mồm, ngây ra nhìn. Viện trưởng trừ vĩ thần của tinh huyền học viện là một trong số rất ít cường giả địa võ sư tam trọng hiếm hoi của Lam Nguyệt Thành, luôn vô cùng an phận, người thường rất ít khi có thể nhìn thấy lão ra tay, không ngờ khi lão nổi giận lại trở nên đáng sợ tới như vậy. Đám người vương thông đều là cường giả địa võ sư nhất trọng, đứng trước mặt lão thì chỉ như một con gà con, căn bản không có sức đánh trả. Trừ vĩ thần lạnh lùng quét mắt nhìn về phía đống lộn xộn trước cửa, tức giận quát. Hạn cho các người 10 phút, mau cút ra khỏi phạm vi một giảm của tinh huyền học viện cho ta, nếu không mặc kệ địa vị của các ngươi là gì, bằng không đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Còn nữa, Diệp Huyền là học viên của tinh huyền học viện ta, vương tuyên người dám bước vào tinh huyền học viện ta ra tay, niệm tình ngươi chưa thành công, lão phu chỉ phế hai tay của ngươi coi như trừng phạt, kể từ nay về sau, tất cả đệ tử vương ra không được vào tinh huyền học viện của ta nữa. Hí, tất cả mọi người có mặt ở đây đều hít vào một hơi thật mạnh, lời này nói ra liền có nghĩa viện trưởng trừ vĩ thần muốn vạch mặt với vương gia. Còn nữa, nếu để ta biết các gia tộc nào dám mai phục đệ tử nào của tinh huyền học viện ta ở bên ngoài thì đừng trách lão phu không nể mặt, không khách khí với các ngươi, hiện tại đều cút con mẹ nó hết đi cho ta. Trừ vĩ thần nói xong thì thân hình lóe lên, cả người lập tức biến mất ở cửa học viện, không thể chờ đợi được muốn trở về phòng tu luyện của mình, tiếp tục tìm kiếm cảm ngộ mờ ảo kia. chương 97, La Chiến kích động chương 98, xuất phát về tộc 1. Chuyện này, trừ gã và vị luyện hồn sư kia ra thì không có bất kỳ người nào biết được. Hôm nay Diệp Huyền chỉ liếc mắt nhìn một cái liền nhìn ra, như vậy chẳng phải đại biểu cho lời Diệp Huyền nói rất có thể là thật. Vừa nghĩ tới chuyện chân của mình có thể chữa khỏi, là chiến kích động tới mức cả người run lên, không thốt nên lời, mắt hổ lệ nóng doanh tròng. 7-8 năm nay, ban đầu không lúc nào gã không mong rằng có thể chữa khỏi chân mình, nhưng sau mấy năm, gã gần như đã bỏ đi suy nghĩ này, cũng bởi vì tật ở chân cho nên 8 năm nay, tu vi của gã cũng một mực không hề tăng tiến chút nào, luôn ở cảnh giới địa võ sư nhất trọng. Hôm nay nghe nói chân của mình có thể chữa khỏi, mang tới kích thích như xét gầm biển động cho La Chiến. Cầm lấy đơn thuốc, La Chiến chạy như bay ra khỏi học viện, đi lấy dược liệu ghi trên giấy. Diệp Huyền, La Chiến vừa rời khỏi thì thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Vân Ngạo Tuyết đột nhiên lại vang lên, chỉ thấy nàng cười như không cười nhìn chầm chầm vào Diệp Huyền. Cấm hồn pháp, kim châm thứ huyệt, huyền khí khẩu quyết, những thứ này hình như không chỉ có tri thức của luyện đan sư mà còn có cả lĩnh vực của luyện hồn sư nữa, đừng nói với ta là những thứ này cũng là người đọc được trên sách đấy chứ. Diệp huyền giả bộ ho khan hai tiếng, gì kia, phân lão sư, quả thực là ta đọc được trên sách đó. Phân ngạo tuyết phát hiện ở cùng với tên tiểu tử này thì sớm muộn gì trái tim của nàng cũng không chịu nổi, những thứ mà ban nãy hắn nói với la chiến, ngay cả nhất phẩm luyện hồn sĩ như nàng cũng không hiểu được. Dù có đọc được trên sách thì căn bản cũng không hiểu được, lập tức giận dỗi nói bớt giả vờ giả vịt với ta đi những thứ này dù có đọc sách thì cũng không thể hiểu nghĩa và học được có thể là do ta quá thiên tài đấy diệp huyền cười hì hì nói lúc trước ngươi thi triển hồn lực trùng kích với vương tuyên đừng có nói với ta đó cũng là nhờ đọc được trên sách phân ngạo tuyết thân là nhất phẩm luyện hồn sĩ lúc trước cũng là người đứng gần diệp huyền nhất chỉ có mỗi mình nàng nhìn ra diệp huyền đã dùng một loại hồn lực trùng kích nào đó để giam cầm hành động của vương tuyên hồn lực trùng kích gì Ta không biết, Diệp Huyền giả ngây giả dại, Vân Ngạo Tuyết hết biết nói gì với hắn, nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, phát hiện tên đệ tử bị gọi là phế vật trước kia chưa từng khiến người khác chú ý này, ngày càng khiến nàng nhìn không thấu, nếu như chỉ là một vài bí mật nho nhỏ thì nàng đương nhiên sẽ dùng đủ mọi cách để hỏi cho ra, nhưng những bí mật có liên quan tới luyện đan sư và luyện hồn sư thế này, nếu như Diệp Huyền đã phủ nhận thì nàng cũng không tiện hỏi han thêm nhiều. Ngươi không nói thì thôi, bất quá ta nhắc nhở ngươi, mặc dù học viện đã cảnh báo trước nhưng Chu gia và Vương gia bị một vố lớn như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, sau này những lúc không ở học viện thì tự ngươi phải cẩn thận một chút. Thanh âm Vân Ngạo tuyết dịu xuống, nhắc nhở, còn nữa, ta biết rõ ngươi nhất định gặp được kỳ ngộ gì đó, nhưng tu luyện võ đạo, quý ở từng bước từng bước, không thể vì nóng vội mà dùng những đan dược có tác dụng phụ quá lớn được, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ. Vân Ngạo Tuyết cảm thấy Diệp Huyền trong thời gian hai tháng ngắn ngủi, có thể đột nhiên từ nhất mạch đột phá thẳng tới nhất giai linh võ cảnh, bởi vì tăng quá nhanh cho nên hiểu lầm rằng Diệp Huyền đã dùng nhiều đan dược để đề thăng thực lực, lúc này mới cố ý nhắc nhở. Trong lòng Diệp Huyền cảm thấy ấm áp, biết rõ Vân Ngạo Tuyết lão sư thật sự quan tâm mình, cho nên nghiêm túc trả lời. Lão sư yên tâm, ta tuyệt đối không dùng đan dược gì hết, tương lai ta còn muốn trở thành võ đế cửu giai, quân lâm thiên hạ, sao có thể dùng đan dược để phá hư trụ cột của mình được. Vân Ngạo Tuyết thấy bộ dạng thành thực của hắn, thì phi cười một cái như bách hoa đua nở, kiểu diễm vô cùng. Ba hoa, còn quân lâm thiên hạ nữa chứ, cửu giai võ đế là đại nhân vật chân chính của thiên huyền đại lục chúng ta, lại dễ dàng đạt được như vậy sao, lưu vân quốc chúng ta hơn trăm ngàn năm qua thậm chí ngay cả thất giai võ vương cũng không có một ai. Diệp huyền cười, cũng không giải thích, ngay lúc Diệp huyền nhàn nhã thoải mái thì hai đại gia tộc là Chu Gia và Vương Gia lại vô cùng hỗn loạn. Sau khi Lâm Hùng bắt hết đám người Vương Tuyên trở về thành vệ sở xong cũng không hề thẩm vấn mà trực tiếp giam lại hết, nhét đầy đại lao của thành vệ sở. Tin tức truyền về tới hai đại gia tộc, cũng khiến cho tộc trưởng của cả hai đại gia tộc trợn mắt kinh ngạc, bọn họ thật không ngờ lần đi đòi lại công đạo này lại có kết quả như vậy, trong lòng vừa sợ vừa giận, sau khi biết rõ những chuyện đã xảy ra thì bọn họ lập tức vừa phái người đi tới thành vệ sở tìm đòi người, vừa chạy tìm quan hệ tới phủ thành chủ. Nhưng ý tứ truyền về từ phủ thành chủ cũng khiến cho hai đại gia tộc bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh. Đối với chuyện này, thành chủ đại nhân tự mình lên tiếng, khen ngợi hành vi của Lâm Phó thống lĩnh làm rất đúng còn ám chỉ trị an của Lam Nguyệt Thành quả thực là ngày càng hỗn loạn, có vài gia tộc không biết thu liếm gì, quả thực là không xem pháp kỳ ra gì. Tin này rõ ràng có nghĩa là thành chủ đại nhân cảm thấy khó chịu với hai đại gia tộc. Thực ra thì toàn bộ chuyện này, mặc kệ ai đúng ai sai, võ giả của hai đại gia tộc dám công nhiên phản kháng chống lại thành vệ quân chấp pháp ngay trên đường cái thế này, vốn là một chuyện liên quan tới chính trị vô cùng nghiêm trọng. Thành vệ quân là do phủ thành chủ quản lý, Hai đại gia tộc dám phản kháng thành vệ quân như vậy còn không phải là không xem phủ thành chủ ra gì hay sao? Hôm nay bọn họ dám phản kháng thành vệ quân, ngày mai có phải sẽ dám phản kháng lại vệ sĩ của phủ thành chủ hay không? Tới ngày mốt phải chăng là dám đánh vào tận phủ thành chủ rồi không? Quả thực là quá mức càn quấy, cho dù ở chuyện này Lâm Hùng làm sai đi nữa thì lúc này phủ thành chủ cũng sẽ không nói Lâm Hùng nửa câu, huống hồ gì ngoại trừ việc ban đầu gã xử lý có hơi vội vàng xúc động thì toàn bộ chuyện này đứng ở góc độ của phủ thành chủ mà xem thì gã thật sự chẳng sai ở đâu cả. Sai chính là hai đại gia tộc quá kiêu ngạo, chương 99 xuất phát về tộc 2. Phủ thành chủ vừa nói vậy thì hai đại gia tộc lập tức vội vàng tìm quan hệ nhờ và giải thích với phủ thành chủ, cho nên không rảnh quan tâm tới Diệp Huyền. Còn tin tức Lâm Hùng phó thống lĩnh thành vệ quân đột phá địa võ sư nhị trọng cũng theo đó truyền ra ngoài. Tin tức này vừa ra ngay cả hồn sư tháp cũng kinh động, tưởng huân rung động nhìn chằm chằm vào tình báo trong tay, vẻ mặt kinh ngạc lẩm bẩm. Diệp Huyền cư nhiên thật sự chữa khỏi cho võ hồn của Lâm Hùng. Chuyện này, thật sự có thể sao? Trong nhất thời, trong lòng của gã cảm thấy rung động không thôi, vừa nhanh chóng hủy bỏ hành động chuẩn bị đối phó với Lâm Hùng vì gã đã bất kính với hồn sư tháp lúc trước, vừa bắt đầu âm thầm điều tra Diệp Huyền. Vừa điều tra xong cũng khiến gã thoáng kinh hãi, bởi vì trong nửa tháng Lâm Hùng mất tích này, Diệp Huyền và Lâm Hùng lại ở cùng một chỗ với hội trưởng Hoa La Huyên của hiệp hội luyện dược sư. Chẳng lẽ Diệp Huyền này là người của hội trưởng Hoa La Huyên? Tưởng Huân nhíu chặt mày, thân là hội trưởng của hồn sư tháp Lam Nguyệt Thành, địa vị của gã cũng không thấp hơn so với hội trưởng Hoa La Huyên của hiệp hội luyện dược sư, hai người cũng coi như bạn tốt, nhưng chưa từng nghe nói tới chuyện Hoa La Huyên và Diệp Huyền của Diệp gia này có quan hệ gì. Hơn nữa gã biết rõ, mặc dù Hoa La Huyên cũng có tạo nghệ cao thâm ở phương diện luyện dược, nhưng nếu nói lão có thể trị khỏi cho võ hồn của lâm hùng thì nhất định là không thể nào cho nên gã cố gắng moi chút tin tức từ chỗ của lão bằng hữu không ngờ đối với chuyện này hội trưởng hoa la huyên lại ngậm chặt miệng không nói nửa lời chỉ luôn miệng nói rằng không thể nói không thể nói khiến cho tưởng huân hội trưởng cảm thấy càng mơ hồ cuối cùng gã chỉ có thể quyết định sau này phải tìm cơ hội gặp diệp huyền tiếp tục tìm hiểu xem võ hồn của lâm hùng rốt cuộc là được trị khỏi như thế nào thủ đoạn có thể trị khỏi võ hồn đã bị đánh vỡ như thế này, ngay cả hội trưởng hồn sư tháp như gã cũng mong muốn và hiếu kỳ không thôi. Đã quyết định rồi nên tưởng huân hội trưởng cười tùm tìm xem màn hài kịch này, trong tất cả những nhân vật cao tầng của Lam Nguyệt Thành nghe ngóng tin tức về việc lần này thì gã xem như là một trong những người hiểu rõ hành vi của Lâm Hùng nhất. Sáng sớm hôm sau, hai đại gia tộc còn chưa xử lý xong việc này, thì người khơi dậy mọi chuyện là Diệp Huyền đã thu xếp xong đồ đạc chuẩn bị lên đường về nhà hắn vừa mới đi tới cửa học viện thì lâm hùng không biết từ nơi nào đi ra huyền thiếu nghe nói người muốn về thanh sơn trấn sao diệp huyền nhìn gã một cái sao hả chuyện của chu gia và vương gia đã xử lý xong chưa ha ha xử lý gì đâu lâm hùng khoát tay rất có uy thế của thống lĩnh mấy tên khốn kiếp vương tuyên đó bị ta tống thẳng vào đại lao thành vệ sở dù sao thì thân là thống lĩnh thành vệ quân ta có quyền được giam bọn họ một ngày Bất quá, ta cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi, phỏng trừng khuya hôm nay phải thả hết bọn họ ra. Trên mặt Lâm Hùng mang theo vẻ xấu hổ, giống như cảm thấy như rất hổ thẹn với Diệp Huyền vì không thể giải quyết chuyện này cho tốt. Đúng rồi, Huyền Thiếu, ta nghe nói, tình hình của Diệp ra các người ở Thanh Sơn Trấn gần đây hình như không được tốt lắm, hình như là do Vương ra cấu kết với Lý ra ở Thanh Sơn Chấn, mấy bên còn xảy ra không ít xung đột, ta hiện tại không thể đi được, nên gọi vài tên thân tín tới, để bọn họ hộ tống ngươi trở về lâm hùng nói với vẻ ngưng trọng chuyện này chu gia và vương gia sẽ không bỏ qua đâu vài thân tín của ta tuy rằng chỉ có thực lực võ sư nhị giai tam trọng nhưng đều giữ chức đại đội trưởng trong thành vệ quân có bọn họ hộ tống thì vương gia và chu gia cũng không dám quang minh chính đại ra tay lâm hùng giơ tay lên trong góc tường lập tức có mấy hộ vệ khí vũ hiên ngang thân mặc khôi giáp đi ra cúi người hành lễ thuộc hạ ra mắt huyền thiếu mấy người chính là ba người kỳ linh thân tín của lâm hùng rõ ràng Lâm Hùng đã nói gì đó với ba người bọn họ, ba người bọn họ vừa nhìn thấy Diệp Huyền thì đều cung kính, vẻ mặt không có vẻ gì là khó chịu. Huyền Thiếu, tuy rằng thực lực của mấy người kỳ linh chỉ bình thường thôi, nhưng bọn họ thân là đại đội trưởng của thành vệ quân, còn có thân phận nhất định, hơn nữa, có bọn họ thì cũng có người giúp ngươi chạy việc vặt, ta thật sự không thể đi được, bằng không thì ta nhất định sẽ tự mình hộ tống Huyền Thiếu. Lâm Hùng sợ Diệp Huyền hiểu lầm nên giải thích, Diệp Huyền khoát tay nói, người có lòng như vậy là được rồi, Ừ, ba người bọn họ ta rất hài lòng, ta sẽ dạy dỗ giúp ngươi một chút. Cho dù Lâm Hùng muốn đi theo Diệp Huyền thì Diệp Huyền cũng sẽ không để gã theo cùng, dù sao bây giờ là thời kỳ mẫn cảm, Lâm Hùng thân là thống lĩnh thành vệ quân, ở lại Lam Nguyệt thành mới có thể phát huy tác dụng, theo hắn trở về thì thật sự quá lãng phí rồi, thật sự có việc gì thì ở nơi như Thanh Sơn trấn, có mấy đại đội trưởng thành vệ quân như đám người kỳ linh thì đã đủ để hù dọa kẻ khác rồi. Sau khi căn dặn một phen, Diệp Huyền chuẩn bị lên đường. Đúng lúc này Đợi một chút, một tiếng quát vang lên, chỉ thấy La chiến giáo quan vội vàng chạy ra khỏi học viện, trên lưng còn mang theo một túi đồ. Nhìn thấy mấy người lâm hùng, la chiến đầu tiên là giật mình, sau đó nghiêm túc nói. Diệp Huyền, ngày hôm qua người đắc tội chu gia và vương gia, bây giờ ngươi trở về nhất định sẽ có nguy hiểm, ta thân là lão sư, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn ngươi gặp nguy hiểm, vậy đi, dù sao mấy ngày nghỉ này ta cũng không có việc gì, ta cùng ngươi về thanh sơn chấn. La Chiến nói lời lẽ chính nghĩa, kỳ thực trong lòng gã kích động không thôi. Ngày hôm qua gã không thể chờ được mà chạy tới hiệp hội luyện dược sư điều chế dược dịch, giờ tí hôm qua, gã dựa theo lời dặn của Diệp Huyền, thoa dược dịch lên chỗ bị thương trên chân, hơn nữa vận chuyển huyền khí mấy chu thiên, không ngờ chân phải lúc trước cứ nửa đêm sẽ đau đớn không thôi nay lại truyền tới từng trận cảm giác tê dại, hơn nữa qua một đêm, huyền khí vận hành trên chân phải của gã lại thông thuận hơn rất nhiều so với trước kia. Tình hình thế này lập tức khiến cho La Chiến mừng rỡ như điên, cả đêm không ngủ được chương 100, nan đề của Diệp Gia một Mặc dù Diệp Huyền đã nói nửa tháng sau sẽ giúp gã dùng kim châm đâm huyệt, nhưng đường xá từ Lam Nguyệt Thành tới Thanh Sơn Trấn cũng không tính gần. Hơn nữa Vương Gia và Chu Gia luôn nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Hơn nữa gã nghe nói địa vị của Diệp Huyền ở Diệp Gia không cao, tình hình của Diệp Gia hiện tại hình như cũng có chút nguy hiểm. Đau đớn 7-8 năm, cuối cùng cũng thấy được hy vọng chữa khỏi cho chân phải, la chiến đương nhiên không thể để Diệp Huyền xảy ra chuyện gì được. Cuối cùng, chăn chọc cả đêm, gã liền quyết định là hôm nay phải đi theo Diệp Huyền trở về để bảo vệ sự an toàn cho Diệp Huyền. Diệp Huyền sao có thể không nhìn ra tâm tư của La Chiến giáo quan, cười thầm trong lòng, cũng không dây dưa mà trực tiếp đồng ý. Vậy cũng đỡ tốn công tới lúc đó lại phải trở về tìm La Chiến. Lăn qua lộn lại một phen, Diệp Huyền không phải người thích dề già, mang theo bốn người kỳ linh, La Chiến, nên lập tức thuê xe ngựa, sau nửa canh giờ đã đi tới cửa thành Lam Nguyệt Thành. Tuy rằng vì chuyện của phủ thành chủ mà vương gia và chu gia đều bận sức đầu mẻ chán, nhưng bọn họ thật sự có mai phục thám tử ở cửa thành Lam Nguyệt Thành, chỉ cần đợi Diệp Huyền vừa rời khỏi Lam Nguyệt Thành thì sẽ âm thầm ra tay. Nhưng đợi tới lúc thám tử của hai đại gia tộc đang mai phục ở cửa thành nhìn thấy đội ngũ của Diệp Huyền thì trực tiếp choáng váng, sau đó tranh thủ truyền tin lại cho hai đại gia tộc. Sau khi nghe tin tức do thám tử truyền về thì người trưởng quản của hai đại gia tộc trợn mắt. Một tên võ sư là chiến địa võ sư nhất trọng của tinh huyền học viện, ba tên đại đội trưởng võ sư tam trọng của thành vệ quân nếu như thật sự muốn giết diệp huyền thì ít nhất bọn họ cũng phải phái ra hai ba vị cường giả cấp bậc trưởng lão mới được nhưng trưởng lão là nhân vật cao tầng của hai đại gia tộc sao có thể dễ dàng xuất động như vậy được mà quan trọng nhất chính là hiện tại hai đại gia tộc đang ở trong cơn giận dữ của phủ thành chủ bản thân còn lo không xuể nếu tiếp tục phái cao thủ ra dám công nhiên giết người trước mặt một vị giáo quan của tinh huyền học viện cùng với ba tên đại đội trưởng của thành vệ quân chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, triệt để trở mặt cùng tinh huyền học viện và phủ thành chủ. Tới lúc đó, cơ nghiệp của hai đại gia tộc đều có thể gặp nguy hiểm. Cho nên ở tình hình mẫn cảm thế này, cho dù hai đại gia tộc vẫn rất muốn lấy mạng Diệp Huyền, nhưng không cách nào động tới hắn được. Thôi đi, để cho con chuột đó sống thêm vài ngày, chờ vài ngày nữa phủ thành chủ nguôi giận thì diệt gọn Diệp ra, tới chừng đó còn không phải muốn xử tên tiểu tử này thế nào thì xử như thế ấy sao? Vậy cho nên bọn họ tạm thời bỏ đi suy nghĩ ám sát Diệp Huyền, dù sao thì hai đại gia tộc cũng đã bố trí xong hết rồi, Diệp ra dưới cơn giận của hai đại gia tộc, căn bản không sống quá mùa đông này. Giờ roi thúc ngựa, ba ngày sau, ba đám người Diệp Huyền thuận lợi về tới Thanh Sơn Trấn. Thanh Sơn Trấn là một trong những thành trấn lớn dưới quyền hạt của Lam Nguyệt Thành, nhưng cảnh sắc phong tình lại hoàn toàn khác hẳn Lam Nguyệt Thành, đưa mắt nhìn qua, xa xa có núi rừng, mặc dù không phồn hoa bằng Lam Nguyệt Thành nhưng lại có một phong vị khác. Đặc biệt là ven đường, một chuyến đi này Diệp Huyền có thể nhìn thấy người nông dân đang trồng ruộng thuốc ở khắp nơi, cảnh tượng vô cùng bận rộn. Nghe nói Thanh Sơn Trấn là nơi trồng thuốc chủ yếu ở phụ cận Lam Nguyệt Thành, khí hậu nơi này hợp lòng người, hoàn cảnh xinh đẹp, cực kỳ thích hợp để trồng rất nhiều loại thảo dược. Tất cả nguyên liệu dược thảo của các thành trấn dưới quyền Lam Nguyệt Thành phần lớn đều tới từ Thanh Sơn Trấn. Diệp Huyền có thể tìm thấy rất nhiều ký ức có liên quan tới Thanh Sơn Trấn từ ký ức còn sót lại trước kia. Ít nhất, liên quan tới Diệp Gia, hắn vẫn rất rõ ràng. Đi vào trong chấn, cảnh sắc bốn phía lập tức trở nên phồn hoa, các loại chợ nhỏ, cửa hàng đều đủ hết, tiếng giao hàng vang lên không dứt, mặc dù không có những kiến trúc to lớn đặc biệt xa hoa gì, nhưng cảnh tượng ngựa xe như nước này cũng không thua kém thị trường giao dịch của Lam Nguyệt Thành là bao. Diệp gia là hào cường đứng đầu của Thanh Sơn trấn, vị trí phủ đệ của Diệp gia đương nhiên cũng nằm ở chỗ trung tâm của Thanh Sơn Chấn. Xe ngựa của năm người Diệp Huyền chậm rãi đi về phía phủ đệ của Diệp gia. "Ai, ngươi nghe gì chưa?" gần đây hình như diệp gia có chuyện rồi, lý gia và lưu gia liên hợp với nhau nuốt mất không ít sinh ý của diệp gia. thật không ngờ, đường đường là diệp gia lại bị lý gia và lưu gia ép tới mức này, thật không dám nghĩ tới mà. đúng đó, luận thị trường trước kia là một mình diệp gia độc đại, chiếm cứ phần lớn phân ngạch của thanh sơn chấn, lại bị lý gia và lưu gia liên thủ ép cho không xoay sở được, thật là không ngờ. ha ha, các người thì biết gì, chỉ bằng lý gia và lưu gia có thể đánh ngã diệp gia được chắc hai nhà này có liên thủ với nhau bất quá cũng chỉ chiếm được ba phần phân ngạch của thanh sơn trấn mà thôi căn bản không thể so được với sáu phần của diệp gia trong chuyện này thật ra có bóng dáng của vương gia lam nguyệt thành chẳng lẽ là vương gia của tam đại gia tộc trong lam nguyệt thành sao chẳng trách ta đã nói tại sao gần đây những tiệm dược tề luôn mua thảo dược của diệp gia lại không chịu mua nữa hóa ra là vì vậy vương gia chính là một trong tam đại gia tộc của lam nguyệt thành chuyên làm dược tề chuyên buôn bán về phương diện đan dược và dược tề có bọn họ đứng sau chống lưng cho Lý gia và Lưu gia, xem ra Diệp gia thật sự sắp không xong rồi. Trên đường đi, lúc đi qua khu mậu dịch của Thanh Sơn trấn, Diệp Huyền nghe được không ít tin tức liên quan tới Diệp gia, không khỏi nhíu chặt mày, ngay cả khu buôn bán dược thảo của Thanh Sơn trấn cũng đang nghị luận chuyện Diệp gia bị đả kích, xem ra tình hình của Diệp gia đúng là không mấy lạc quan. Không tới nửa canh giờ, xe ngựa liền đi tới phủ đệ Diệp gia. Cửa chính của phủ đệ Diệp gia đang mở rộng nhưng ở cửa lại không có nửa bóng người. Diệp Huyền nhướng mày, không đợi hắn kịp xuống xe ngựa thì bên trong có hai hộ vệ chạy ra, quát ầm lên. Người từ đâu tới, nơi này không được phép dừng xe ngựa, mau đi ra chỗ khác đi. chương 101, nan đề của Diệp ra 2. chương 102, so kiêu ngạo 1. chương 103, so kiêu ngạo 2. Chật chật, ta có phải phế vật hay không thì tạm thời không nói tới, bất quá ta thật sự bội phục tấm lòng của vương gia, một ả nữ nhân dâm đáng, lộ thân thể trước mặt bao nhiêu giáo sư và học viên, ở cùng với một đám nam nhân lõa thể mà vương gia vẫn nguyện ý tiếp nhận thì Diệp Huyền ta thật sự bội phục, chẳng trách khẩu vị của vương Việt lại đặc biệt như vậy, hóa ra người vương gia các người cũng như vậy. Trong lời nói của Diệp Huyền mang theo gai, đám người vương điền lập tức biến sắc. Xúc sinh, người dám sỉ nhục vương gia ta. Vương điền đứng lên, tức giận mắng Diệp Huyền. Tiểu tử, đừng có ngông cuồng, hôm nay là ngày chết của ngươi. Lý Hạo Nhiên cũng giận tím mặt, bị Diệp Huyền nói như vậy, sắc mặt của bọn họ đỏ lên một cỗ sát khí nồng đậm tràn ngập trong đại sảnh diệp ra. Làm can, phế vật, người dám bất kính với mấy người vương biên, còn không mau xin lỗi cho ta. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt diệp triển đường lập tức biến đổi, vội vàng đứng dậy, chỉ trích diệp huyền. Buồn cười, người khác ở diệp ra nhục mạ đệ tử diệp ra ta, lại có người đứng ra bênh vực bọn chúng, ta lại muốn hỏi một chút, nhị bá, ngươi là người của diệp ra ta hay là chó của vương gia? Diệp huyền cười lạnh, lời nói lạnh lùng giống như mũi đao sắc bén, hung hăng đâm vào trong lòng Diệp Triển Đường, nhưng vẫn có lý lẽ đường hoàng không thể bắt bẻ. Nói rất hay, Nhị ca, ngươi nhiều lần tức giận mắng con ta, rốt cuộc là có ý gì? Diệp Triển Đường, ngươi còn mang họ Diệp sao? Sắc mặt Diệp Triển Vân rất khó coi, Diệp Triển Đường năm lần bảy lượt mắng con y là phế vật, sao có thể khiến y không giận? Đủ rồi, đều là huynh đệ nhà mình, ở trước mặt người ngoài thế này, quả thực là khiến Diệp gia ta mất hết mặt mũi. Gia chủ Diệp Triển hùng rốt cuộc cũng mở miệng, sau đó lạnh lùng nhìn đám người vương điền các vị yêu cầu của các ngươi thứ cho diệp gia ta không thể đáp ứng xin trở về cho diệp gia chủ người đã nghĩ kỹ chưa diệp gia các ngươi gần một tháng nay đã mất đi một nửa sản nghiệp nếu còn tiếp tục kéo dài thì ta sợ diệp gia các ngươi ngay cả chỗ trôn cũng không còn đâu sắc mặt vương điền âm trầm trong giọng nói rõ ràng mang theo uy hiếp vương điền người đang uy hiếp ta sao diệp triển hùng đứng lên uy áp của địa võ sư nhất trọng bỗng nhiên chấn áp lên người vương điền Diệp Triển Hùng ngươi muốn làm gì? Gia chủ Lý Gia Lý Hạo Nhiên và gia chủ Lưu Gia Lưu Thiên Kiệt đều đứng dậy, khí tức địa võ sư nhất trọng tản ra, bảo vệ Vương Điền, sợ Diệp Triển Hùng động thủ. Ha ha ha, Vương Điền chỉ là một tên võ sư nhất trọng, bị khí tức của Diệp Triển Hùng áp chế, sắc mặt lập tức tái đi, gã lạnh lùng đẩy Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt ra, một mình đi tới trong đại sảnh, cười lạnh nói. Diệp gia chủ, chút thực lực đó ngươi cũng đừng lấy ra thể hiện, địa võ sư nhất trọng Vương gia ta vẫn còn nhiều, ta dám cam đoan, nếu hôm nay người dám động tới một sợi lông của ta, không tới ba ngày, phủ đệ của Diệp ra các người cũng sẽ bị vương ra ta san thành bình địa, một mảnh ngói vụn cũng không còn, người tin không? Ánh mắt vương điền âm độc, thần sắc ngạo nghế, đây chính là dũng khí của gã, là chỗ dựa để một kẻ thân là võ sư nhất trọng như gã dám bước vào phủ đệ Diệp ra ngông cuồng. Sắc mặt của đại bá Diệp Huyền thay đổi mấy lần, lát sau vẫn cắn răng bất đắc dĩ thu liếm khí tức, trên mặt lộ ra vẻ chán nản không chỉ gã trên mặt những người khác của diệp gia cũng lộ ra vẻ ảm đạm đây là uy nghiêm của tam đại gia tộc chỉ là một tên võ sư huyền võ cảnh nho nhỏ tới đây bọn họ lại không dám động thủ quả thực là mất mặt ha ha diệp gia cũng chỉ có vậy mà thôi vương điền ngạo khí ngập trời cười lạnh ta đứng ở đây cho người diệp gia các người động thủ với ta diệp gia các ngươi dám không một lũ phế vật hèn nhát tất cả mọi người trong diệp gia siết chặt nắm tay trong mắt bốc lên lửa giận bọn họ đều hận không thể đánh cho tên vương điền đó một trận, nhưng lại không dám gánh hậu quả về sau. Điền thúc không hổ là cao thủ vương gia, quả nhiên hào khí ngất trời, đơn độc một mình lại có thể chấn nhiếp cho cả Diệp gia không dám vọng động. Lý Nguyệt đứng dậy nịnh ngọt, ra sức châm chọc Diệp gia. Nhưng nàng còn chưa dứt lời thì chợt nghe, bốp, một tiếng tát tai giòn giã đột nhiên vang vọng trong đại sảnh, mọi người chỉ thấy một đạo trưởng ảnh vang lên, sau đó đánh thẳng lên mặt vương điền, đánh cho gã ngã ra đất như một cái bao tải rách còn lăn thêm hai vòng. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Diệp Huyền nhẹ nhàng thu tay phải lại, vẻ mặt vô tội nói: "Ha ha, đầu năm nay chỗ nào cũng có chó sủa đặc biệt nhiều, lần đầu tiên ta nhìn thấy có kẻ chủ động kêu người ta đánh hắn, quả nhiên là khẩu vị của người Vương gia đều tương đối đặc biệt." Âm thanh trong trẻo quanh quẩn trong đại sảnh, tất cả mọi người đều choáng váng, sợ ngây người. Diệp Huyền cư nhiên thật sự động thủ đánh Vương Niên, bọn họ dùng sức dụi mắt hy vọng đây chỉ là ảo giác đáng tiếc kê quả không phải đây nhất thời lý nguyệt sợ ngây người đám người diệp hiên diệp vân diệp phỉ đều sợ ngây người nhị đại cường giả của diệp gia là diệp triển đường diệp triển hùng cũng sợ ngây người hai đại gia tộc lưu thiên kiệt và lý hạo nhiên cũng sợ ngây người ngay cả diệp triển vân cha của diệp huyền cũng sợ ngây người trong đầu của tất cả mọi người chỉ có duy nhất một suy nghĩ sao hắn dám to gan tiểu tử muốn chết lý hạo nhiên và lưu thiên kiệt là người đầu tiên hồi phục tinh thần đột nhiên gầm lên một tiếng, hai người vội vàng đỡ tên Vương Điền đang ngã chồng vó kia dậy, vẻ mặt tức giận. Một tát này của Diệp Huyền đánh vừa vang vừa giòn, phát huy huyền khí võ sĩ nhất trọng của hắn rất tinh tế, dù Vương Điền một thân tu vi võ sư cũng bị đánh cho đầu óc choáng váng, miệng ứa máu tươi, nửa bên mặt nhanh chóng sưng vù lên giống như cái đầu heo, răng cũng văng mất vài cái. Vương Điền đại nhân, ngươi không sao chứ? Hai người Lý Hạo Nhiên sợ hãi quan tâm hỏi han, ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh ta? Vương Điền không để ý tới sự quan tâm của hai người kia, run rẩy giơ tay chỉ về phía Diệp Huyền, tức giận tới mức cả người run run, đầu óc choáng váng. Chương 104, cái gọi là vì gia tộc một. Gã không dám tin tên Diệp Huyền kia thật sự dám động thủ với mình, nếu không phải lúc ấy gã không có nửa điểm phòng bị thì thân là võ sư nhất trọng như gã cũng sẽ không bị đánh thảm như vậy, tới bây giờ ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Trong mắt của gã lóe ra quang mang oán độc, ánh mắt kia giống như ác lang, bén nhọn như lệ quỷ, tràn đầy bạo ngược và ác độc, hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Huyền. Diệp Huyền, người dám ra tay đánh vương biển quản sự. Làm can, ai cho ngươi động thủ. Trên bàn của Diệp Gia cũng vang lên một tiếng quát tức giận, là vài tên trưởng lão của Diệp Gia và Diệp Triển Đường, sắc mặt bọn họ đỏ lên, trong mắt có vẻ sợ hãi, sợ hãi vì hành động của Diệp Huyền, sợ phải rước lấy lửa giận của Vương Gia. Vương Gia dễ chọc như vậy sao? Diệp Huyền đây là muốn đẩy Diệp Gia vào hố lửa. Nửa ngày sau, Vương Điền rốt cuộc cũng hồi thần tiểu súc sinh, người tiêu rồi, người biết không, người tiêu rồi, chẳng những ngươi, diệp ra các ngươi đều tiêu rồi, tiêu chắc rồi, ta muốn diệp ra các ngươi chết không tử tế. Vương Điền thở hồng hộc, nói năng lộn xộn, xỉ nhục, bị tát một cái ngay trước mặt mọi người như vậy, trong lòng Vương Điền ngoại chịu oán độc ra thì còn hận không thể tìm một cái hố chui vào, gã đường đường là quản sự của Vương gia, lớn tới như vậy còn chưa từng mất mặt như vậy lần nào, quả thực là một lần khiến cho tôn nghiêm mấy chục năm của gã đều mất hết. Bất giận, kính xin vương điền quản sự bất giận, hiểu lầm, trong chuyện này nhất định có chút hiểu lầm gì đó. Tiểu hai tử không hiểu chuyện, kính mong vương điền quản sự đừng trách. Một vài trưởng lão của Diệp ra vội vàng mở miệng giải thích, thân sắc kinh hoàng, trong đó mấy người Diệp triển đường thì trực tiếp quay sang trách mắng Diệp huyền. Xuất sinh, còn không mau quỳ xuống cho ta, mau quỳ xuống xin lỗi cho ta, người có biết mình đã làm gì không? Mấy người liên tục gầm lên, không ngừng cười làm lành với vương điền, trong lòng càng không ngừng mắng mỏ tên phế vật diệp huyền điên rồi sao dám to gan động thủ với vương điền bây giờ ta thật sự tin là tên phế vật này làm sằng làm bậy ở tinh huyền học viện rồi to gan lớn mật quả là to gan lớn mật phế vật này chọc ai không chọc lại đi chọc tới vương gia. thật là gia tộc quá bất hạnh sinh ra tên phế vật thích gây họa như vậy diệp huyền thản nhiên quét mặt nhìn mọi người những kẻ mở miệng này có nhị bá diệp ra diệp triển đường có nhị cô diệp triển linh của hắn cũng có vài vị trưởng lão trong tộc hắn cười lạnh ánh mắt bình tĩnh, đây là thứ gọi là gia tộc đây sao? Vừa rồi là tên ngu ngốc này kêu Diệp ra chúng ta động thủ, ta chỉ thỏa mãn tâm nguyện của hắn mà thôi, chẳng lẽ sai sao? Cả đám các ngươi kinh hoàng như vậy, là do đang sợ hãi sao? Chỉ là một tên hạ nhân của vương gia mà đã dọa cho các ngươi sợ mất hồn như vậy rồi sao? Tôn nghiêm của gia tộc các ngươi ném đi đâu hết rồi? Diệp Huyền hỏi liền mấy câu, thanh âm ngày càng lạnh lẽo, giống như một tiếng trống hung hăng đánh vào trong lòng mọi người, khiến nội tâm chấn động. Càn quấy, Diệp Huyền, người nhiều lần mang nguy cơ tới cho gia tộc là có dụng ý gì, hôm nay không bắt người lại thì mặt mũi của Diệp ra ta biết để ở đâu, quỳ xuống cho ta. Diệp triển đường đứng bật dậy, đi về phía Diệp Huyền, toàn thân phát ra sát khí bén nhọn, khí thức của địa võ sư nhất trọng khiến cho người ta sợ hãi giống như một ngọn núi lớn, hung hăng đè nắng lên Diệp Huyền. Bị nói thẳng cõi lòng khiến cho Diệp triển đường thẹn quá hóa giận. Ở Diệp ra trong những đại nhân vật đời thứ hai thì Diệp Triển Đường là người duy nhất có tu vi địa võ sư nhất trọng ngang với gia chủ Diệp Triển Hùng. Ngoài ra, Diệp gia cũng chỉ có một vị trưởng lão khác là địa võ sư nhất trọng. Phụ thân, đều tại kẻ này, hại gia tộc gặp phải nguy cơ, nếu như không phải hắn thì Diệp gia ta sao có thể rơi vào tình cảnh thế này. Nhị cứu, Diệp Vân nói không sai, nếu như không phải Diệp Huyền ở tinh huyền học viện ngang ngược càn rỡ, chọc giận Vương Việt thì Vương gia sao lại đối phó với Diệp gia ta hơn nữa hắn chẳng những đắc tội vương việt mà còn đánh gãy hai chân của chu ngạn của chu gia may mà chu gia không động thủ với chúng ta người như vậy ở lại gia tộc cũng sẽ gieo họa mà thôi trong hàng tiểu bối diệp vân và diệp phỉ cũng đứng dậy lớn tiếng chỉ trích diệp triển đường người muốn làm gì diệp triển vân vội vàng đứng chắn trước mặt diệp huyền nghiêm giọng quát lên tam đệ người tránh ra cho ta phế vật này lãng phí quá nhiều tài nguyên của gia tộc lại còn mang tới nhiều phiền toái cho gia tộc không chừng trị hắn thì Diệp gia ta sẽ bị đẩy vào vực sâu, nếu như ngươi không tránh ra thì đừng trách nhị ca ta vô tình. Diệp Triển Đường, muốn động tới con ta thì trừ phi ngươi vượt qua xác của ta. Diệp Triển Vân lạnh giọng quát lên, thân hình không tính cao lớn gắt gao chắn trước mặt Diệp Huyền, giống như có thể chống được cả bầu trời. Tam đệ, đây là ngươi tự rước lấy. Trong mắt Diệp Triển Đường lộ ra hàn quang, tay phải lóe lên huyền khí dọa người. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là đệ nhất thiên tài của Diệp gia khi xưa sao? Không Người cũng giống như con trai ngươi, chỉ là phế nhân, cút ra cho ta. Huyền khí cường hãn tuôn ra ảo ạt như nước, điên cuồng đánh tới chỗ Diệp Triển Vân và Diệp Huyền. Dừng tay cho ta, đúng lúc này, gia chủ Diệp Triển Hùng đột nhiên gầm lên một tiếng, lao vào giữa hai bên, chặn lại đòn tấn công của Diệp Triển Đường. Sắc mặt Diệp Triển Đường trầm xuống. Đại ca, ngươi làm gì vậy, chẳng lẽ ngươi muốn bao che cho hai tên phế vật mang tới phiền toái cho gia tộc hay sao? Ta làm gì sao, ta đang muốn hỏi ngươi muốn làm gì mới đúng diệp triển hùng nổi giận đùng đùng ha ha hay cho một bức huynh đệ tình thâm thanh âm âm trầm của vương điền vang lên tràn ngập oán độc diệp triển hùng ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng giao diệp huyền ra thì chuyện ngày hôm nay ra sẽ cân nhắc bỏ qua chuyện cũ bằng không diệp ra các ngươi đợi tới ngày võ giả vương ra ta đạp nát cửa chính nhà các ngươi đi sắc mặt của tất cả người trong diệp ra đều trầm xuống vương ra thế lực mạnh mẽ bằng vào diệp ra quả thực không thể đắc tội nổi tên phế vật Diệp Huyền này, sớm biết con thỏ đế chết tiệt này sẽ gây ra chuyện như vậy thì để hắn chết sớm cho rồi. Có người của Diệp ra âm thầm chửi mắng, chương 105, cái gọi là vì gia tộc hai. Nhưng có người vẻ mặt bất khuất, hai tay siết chặt, mặt nghẹn đỏ lên, tên vương điền này nhiều lần sỉ nhục, thân là đệ tử Diệp ra bọn họ đều nghẹn lửa giận trong lòng, hận không thể đánh cho gã một quyền. Sắc mặt Diệp triển hùng liên tục đổi màu, cuối cùng tức giận nói. Vương Điền quản sự, lúc trước hẳn là có chút hiểu lầm, tiểu hai tử khó tránh khỏi có chút không hiểu chuyện, kính xin vương điền quản sự đại nhân lượng thứ, đừng chấp nhặt với hắn làm gì. Hiểu lầm, không hiểu chuyện, vương điền cười lạnh, nói vậy là diệp gia chủ ngươi rốt cuộc vẫn quyết định bảo vệ tên tiểu tử này sao? Ánh mắt của gã đầy vẻ oán độc, dù là ai cũng không thể nghi ngờ hận ý của gã đối với diệp gia. Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt đứng một bên trông thấy thì trong lòng càng vui hơn, mấy ngày nay hai nhà Lý, Lưu được Vương ra ủng hộ, dù có cố gắng tới mấy cũng chỉ mới thâu tóm được một nửa sản nghiệp của Diệp gia, một nửa còn lại có làm cách mấy cũng không đoạt được. Đấy là bởi vì Vương gia một mực không dốc hết toàn lực để giúp. Hôm nay Diệp gia đã hoàn toàn đắc tội Vương Điền, xem ra ngày tàn của Diệp gia cũng không còn xa rồi. Một khi Diệp gia triệt để sụp đổ thì tới lúc đó Thanh Sơn Trấn sẽ trở thành thiên hạ của hai nhà bọn họ. Điền Thúc nói không sai, Lý Nguyệt ngoan độc đi lên, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh thường. Diệp gia chủ, giao Diệp Huyền ra thì Diệp ra các người vẫn còn đường sống, bằng không thì sẽ chết chắc. Đại ca, nên bỏ thì bỏ, chẳng lẽ ngươi muốn vì một tên phế vật mà liên lụy cho cả Diệp ra hay sao? Diệp triển đường cũng lạnh giọng quát, sắc mặt Diệp triển hùng dối rắm quay đầu nhìn Diệp Huyền. Vừa nhìn một cái, gã liền khẽ giật mình. Chỉ thấy người khởi sướng sự tình là Diệp Huyền thì hồn nhiên một bộ không sai thì không sợ hãi, gương mặt bình tĩnh ung dung, khóe miệng ẩn ẩn mang theo chút ý cười như có như không, Lạnh lùng nhìn hết thảy mọi chuyện xảy ra trong đại sảnh, vẻ mặt này giống như đang xem một lũ khỉ diễn trò tấu hài vậy. Còn đôi mắt của hắn thì trong suốt sáng ngời, hồn hậu thâm trầm, thâm thúy như cả bầu trời đêm, khiến cho Diệp Triển Hùng có cảm giác thâm sâu khó dò, không thể nào đoán dò. Thân thể của gã đột nhiên chấn động, trong nháy mắt liền nghĩ tới rất nhiều chuyện. Diệp Huyền không phải chỉ có thể đả khai nhất mạch Huyền đạo sao? Lúc trước một mực xếp chót ở Tinh Huyền Học viện, tại sao hôm nay lại có thể hô phong hoán vũ? đánh cho Vương Việt của Vương ra một trận tơi tả, lại còn khiến cho gã bị tinh huyền học viện đuổi học, thậm chí từ miệng con trai Diệp Hiên của gã còn nghe được tin Diệp Huyền còn đánh cho Chu Ngạn của Chu gia một trận nữa. Nhiều ngày không gặp, lẽ nào trên người hắn đã xảy ra chuyện gì rồi? Bất quá, đã đắc tội Vương Việt của Vương gia, còn đắc tội với Chu Ngạn của Chu gia, một mình Vương gia đã khiến cho Diệp gia muốn suy tàn, nếu như thêm Chu gia ra tay thì chỉ sợ Diệp gia thật sự không xong rồi. Vì một đệ tử mà liên lụy toàn bộ gia tộc, có đáng không? Nhưng Diệp Huyền dù sao cũng là đệ tử Diệp gia, nếu giao hắn cho người ngoài thì gia chủ như gã còn để làm gì nữa, nói gia tộc nhưng như vậy căn bản cũng là một sỉ nhục. Trong lòng Diệp Triển Hùng rất băn khoăn, gã là gia chủ, có rất nhiều chuyện cần cân nhắc, trong nhất thời, gã liền do dự. Sao hả? Diệp gia chủ vẫn còn do dự sao? Vì một tên phế vật mà liên lụy cả gia tộc, không đáng đâu. Vương Điền Âm lãnh mở miệng, mặc kệ Diệp Triển Hùng có giao Diệp Huyền ra hay không, gã cũng sẽ không bỏ qua cho Diệp gia nhưng nếu như có thể bắt Diệp Huyền mang về vương gia thì chắc hẳn tộc trưởng và vương Việt nhất định sẽ rất hưng phấn. Hơn nữa nhờ vậy thì gã càng có thể đả kích khí thế của Diệp gia, từ nội tâm của bọn họ, cho bọn họ một kích. Đại ca, ngươi là gia chủ, chẳng lẽ muốn để Diệp gia chúng ta vì một tên phế vật mà khiến cả gia tộc bị liên lụy sao? Diệp triển đường lạnh lùng mở miệng, nửa ngày sau, Diệp triển hùng thở dài, vẻ mặt dãy ruộng. Vương Điền quản sự, giao Diệp Huyền cho các ngươi, vương gia các ngươi có thể đảm bảo không lấy mạng của hắn không? Không được, ngữ khí của vương điền lạnh như băng, nói với vẻ chắc nịch. Hắn phá hủy thanh danh của vương gia ta, xỉ nhục uy nghiêm của vương gia ta, lại còn động thủ đánh ta, há có thể dễ dàng tha thứ cho hắn. Đại ca, ánh mắt của Diệp Triển Vân lạnh như băng, siết chặt hai tay, dám động tới con trai của y thì phải qua ải của y trước. Trang diện nhất thời căng thẳng, ta xem ai dám động tới cháu của ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang vọng như sấm sét truyền tới, đánh vỡ bầu không khí căng cứng này. Ầm ầm như sấm rền, chấn cho tất cả mọi người ù tai biến sắc. Là phụ thân, Diệp Triển Vân nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ra ra, gương mặt mang theo nụ cười lạnh của Diệp Huyền cũng hơi giãn ra, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Sự uy hiếp của vương gia hắn căn bản không để trong lòng, lúc trước sở dĩ hắn không nói lời nào chính là muốn để xem thử bộ mặt thật của thứ được gọi là gia tộc này, không ngờ ngoại trừ phụ thân ra còn có một lão nhân, chỉ nói một câu thôi đã có thể khiến trong lòng hắn sinh ra cảm giác ấm áp. Ai dám động tới cháu ta? Chỉ một câu vô cùng đơn giản lại trực tiếp nói rõ lập trường của người này, không chút dao động. Diệp lão gia tử, thân hình của người lưu gia và lý gia cũng chấn động, đều quay đầu nhìn về phía bên trong đại sảnh. Đã thấy bên trong đại sảnh có một lão nhân mặc võ bào cất bước đi tới, khí thế như thái sơn, từng bước từng bước đi tới, có một loại cảm giác sừng sướng không thể dung chuyển, Đôi mắt như điện, ánh mắt sắc bén mang theo áp bách cực hạt, khiến cho không khí trong đại sảnh đều bị khuấy đảo, giống như mưa gió kéo tới. Lão nhân có râu dài màu hoa dâm, thân hình cao ngất khôi ngô, lão vừa xuất hiện ở đại sảnh thì lập tức khiến cho người ta có một loại cảm giác như lực vãn cuồng lan, đỉnh thiên lập địa, mang tới áp lực vô cùng nặng nề cho tâm linh của người khác. Lão nhân này chính là gia chủ đời trước của Diệp gia, gia gia của Diệp Huyền, Diệp Phách Thiên. Ở phía sau lưng lão nhân còn có một thiếu niên tuổi chừng 7, 8 tuổi nháy mắt với Diệp Huyền. chương 106, Lão Gia Tử ra tay 1. chương 107, Lão Gia Tử ra tay 2. Đương nhiên là không cần giữ người lại, bất quá vương điền người tới Diệp ra diếu võ dương oai, nếu như không dạy cho người một bài học thì người khác sẽ cho rằng Diệp ra ta dễ bắt nạt. Ha ha ha, vương điền nhịn không được mà phá lên cười, tiếng cười bén nhọn trói tay. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói muốn dạy cho ta một bài học, ta chỉ nói một câu, nếu bất cứ kẻ nào trong diệp gia các ngươi dám động tới ta một cái thì vương gia ta quyết sẽ sống chết với diệp gia các ngươi lúc trước gã bị diệp huyền đánh là do gã ngu ngốc nhưng nếu lần này diệp gia lại dám động tới gã thì chính là công khai khiêu khích nói giống như hai nhà chúng ta thân thiết lắm không bằng diệp huyền cười nhạt một tiếng lạnh lùng quay ra đại sảnh mở miệng người đâu bắt tên vương điền này lại đánh một trận thật mạnh cho ta sau đó vứt ra khỏi phủ đệ diệp gia ngay tại lúc tất cả người của diệp ra đều ngớ ra không hiểu gì thì chợt nghe bên ngoài đại sảnh vang lên vài tiếng hô lớn vâng huyền thiếu dầm cửa đại sảnh đột nhiên mở toang chỉ thấy bên ngoài có vài người cao lớn thân mặc khôi giáp hùng hổ xông vào mấy người kia thân hình cao lớn lao thẳng tới chỗ vương điền động tác nhanh nhẹn vô cùng hung mãnh các ngươi là ai diệp phách thiên diệp ra các ngươi thật sự không muốn sống rồi đúng không lý hạo nhiên và lưu thiên kiệt đột nhiên biến sắc quát lớn lên hai người đồng loạt đứng ngăn trước mặt Vương Điền, gặp phải chuyện thế này, bọn họ nhất định phải bảo vệ Vương Điền. Đám người Diệp Phách Thiên cũng ngây ra, mấy người vừa mới xông vào này bọn họ hoàn toàn không quen biết, căn bản không phải người Diệp ra, nhưng xem khí thế này, mấy người kia ai cũng đã đạt tới võ sư tam trọng, tuyệt đối không phải người bình thường. Dầm dầm dầm, tình huống xảy ra bất ngờ, khiến cho trong đại sảnh nhất thời loạn cao cao, Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt nhào lên đón đầu, muốn cản ba người này lại, nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lao ra từ sau lưng ba người kia, một đôi chân như mộng như huyến, cư nhiên lấy sức một người ngăn hai đại gia chủ lại. Chỉ sơ sẩy một giây, lại khiến cho ba người kỳ linh tìm được cơ hội, nhanh chóng lao tới trước mặt Vương Điền. Trường 61 đánh cho một trận, trên mặt Vương Điền mang theo vẻ hoảng sợ, liên tục lùi lại phía sau, miệng vẫn cậy mạnh hét lớn. Các ngươi dám động thủ với ta, có biết ta là ai không? Ngu ngốc, kỳ linh cười lạnh, trực tiếp tát một cái thật mạnh lên bên mặt còn lại của Vương Điền, khiến cho bên mặt còn lại của gã cũng sưng lên, giống như hai cái bánh bao. Ta là quản sự Vương Điền của Vương gia, dám đánh ta thì ta giết cả nhà ngươi. Vương Điền trừng mắt, phun một bụng máu, lọng ngọng nói. Ha ha, Vương gia, Vương gia là cái thá gì, đánh cho ta. Ba người kỳ linh không hề cố kỵ điều chi, ra sức mà đánh thật mạnh, mãi cho tới khi đánh cho Vương Điền bỏ lăn ra đất, miệng toàn máu tươi, quần áo trên người không còn chỗ nào lành lặn. Dừng tay, Lý Hạo Nhiên rốt cuộc cũng tìm được cơ hội thoát khỏi la chiến, giơ song quyền lên đánh lùi đám người kỳ linh. Gia chủ Lý ra, người dám động thủ với ta, có biết phạm tội gì không? Kỳ linh nhíu mày, Lý Hạo Nhiên vốn còn muốn động thủ, nhưng nhìn thấy khí thế bức người của kỳ linh thì không nhịn được mà thoáng do dự, chỉ đành phải đỡ Vương Điền dậy trước. Chỉ thấy Vương Điền bị ba người kỳ linh đánh cho một trận, gần như không nhìn ra bộ dạng ban đầu, hai con mắt bị đánh sưng húp chỉ còn lại một khe mỏng, hai hàm răng rớt mất 17-18 cái. Đủ rồi, la giáo quan, được rồi, để cho bọn chúng cút đi. Diệp Huyền thản nhiên nói, lúc này bóng người đang hoàn toàn áp chế đánh cho Lưu Thiên Kiệt không thể đánh trả mới dừng tay, nhảy sang một bên. Diệp Huyền, ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Vương Điền thở hồng hộc, trong giọng nói tràn đầy oán độc, miệng vẫn phun máu tươi, chỉ vào mấy người kỳ linh, gần từng chữ. Còn các ngươi nữa, có gan thì xưng tên đi, nếu không giết cả nhà các ngươi thì ta không mang họ vương. Ha ha, Kỳ Linh cười lạnh, cao giọng nói, "Vậy thì nghe cho kỹ đây, lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, đại đội trưởng của đại đội thứ nhất thành vệ quân Kỳ Linh, nếu như vương điền ngươi muốn trả thù thì cứ việc tới Lam Nguyệt Thành tìm ta, lão tử đợi ngươi đại giá quang lâm." "Ha ha, ta cũng vậy, đại đội trưởng đại đội thứ hai của thành vệ quân Trần Phong. Đại đội trưởng của đại đội thứ ba thành vệ quân Lãnh Đao, cứ tới đi, chỉ sợ ngươi không có gan này thôi." Ba người cười lạnh mở miệng đồng loạt lấy lệnh bài đại đội trưởng của thành vệ quân ra, lệnh bài bằng bạc sáng loáng tới mức khiến cho gia chủ lý gia lý hạo nhiên run lẩy bẩy, người mà mình đánh lúc này cư nhiên lại là đại đội trưởng thành vệ quân của Lam Nguyệt Thành. Ngươi, Vương Điền cũng giật thót, Kỳ Linh cười lạnh, lão tử đánh ngươi vài bà tay chính là để mắt tới ngươi, ngay cả nhị gia Vương Tuyên của Vương gia các ngươi cũng bị thống lình nhà ta tống vào đại lao, ngươi chỉ là một tên quản sự mà cũng dám ngông cuồng trước mặt huyền thiếu. Huyền thiếu ở tinh huyền học viện phế đi thiên tài vương phi của vương gia các ngươi, và thiên tài Chu Huyên của Chu gia, Vương gia và Chu gia các ngươi đều không làm gì được Huyền thiếu, ngươi chỉ là một tên quản sự mà cũng dám ở đây huynh hoang ra vẻ. Nếu như không phải Huyền thiếu ngăn lại thì dù hôm nay bọn ta có đánh chết ngươi thì Vương gia của các ngươi cũng không dám nói nửa câu. Còn không mau cút đi cho ta, chẳng lẽ các ngươi còn muốn chúng ta mời đám các người trở về thành vệ sở uống trà sao? Nghe mấy người kỳ linh liên tục quát hỏi thì sắc mặt của đám người Vương Điền lập tức tái mét, tức giận tới mức nửa ngày không nói được gì, trật vật đi ra khỏi đại sảnh Diệp ra. Diệp Huyền, bọn họ là, Diệp Phách Thiên lẳng lặng nhìn tất cả mọi việc, trên gương mặt chẳng những không có vẻ gì là vui mừng, mà ngược lại còn hơi nhíu mày. Ra ra, vị này chính là la chiến lão sư của tinh huyền học Việt, ba vị này là đại đội trưởng thành vệ quân, là tùy tùng của ta, chuyên môn hộ tống ta về nhà, la giáo quan, kỷ linh. Các người lui xuống trước một lúc đi, lát nữa ta sẽ nhờ ra ra an bài chỗ nghỉ ngơi cho các ngươi. La Chiến cười nhạt một cái. Diệp Huyền, có việc gì thì cứ gọi ta. Còn ba người kỷ linh thì trực tiếp đồng thanh hét lớn. Vâng, Huyền thiếu, sau đó cung kính lui ra ngoài. linh 108, lão gia tử ra tay ba. Đám người Diệp Hiên thấy thế thì trợn mắt há mồm. Cư nhiên là giáo quan mặt lạnh, cùng về chung với Diệp Huyền, trời ạ. Diệp Huyền, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đại đội trưởng thành vệ quân lại trở thành vì tùng của ngươi? Tại sao lão sư của học viện lại theo ngươi trở về? đợi sau khi đám người la chiến đi rồi diệp phách thiên mở miệng hỏi ngữ khí của lão rất ngưng trọng chân mày nhíu chặt mang theo vẻ lo lắng tất cả người của diệp ra có mặt trong đại sảnh đều đưa mắt nhìn về phía diệp huyền diệp huyền cười khẽ một tiếng ra ra không cần lo lắng ta biết rõ người đang nghĩ gì người sợ ta bị kẻ khác lợi dụng những gì ta làm đều là kẻ khác sắp đặt thật ra thì mấy người đó chính là hộ vệ của ta mà thôi còn la chiến lão sư theo ta về cũng là vì muốn bảo vệ ta mà thôi ta không bị ai khống chế, cũng không bị bất cứ kẻ nào lợi dụng, xảy ra xung đột với vương gia cũng là do hành vi cá nhân của ta. Diệp Huyền vừa dứt lời thì thân hình của Diệp Phách Thiên cũng chấn động, kinh ngạc nhìn về đứa cháu trai này của mình. Vì như lời Diệp Huyền đã nói, trong nháy mắt khi nhìn thấy đám người kỳ linh, lão chẳng những không hề hưng phấn, vui sướng mà ngược lại còn cảm thấy lo lắng và sợ hãi, sợ Diệp Huyền trở thành quân cờ của kẻ khác, lợi dụng Diệp ra bọn họ đối kháng với vương gia không ngờ mình còn chưa mở miệng hỏi thì diệp huyền đã tự nói ra tư duy nhanh nhạy như vậy hừ người nói ngươi không bị ai khống chế thì ai mà tin được đại đội trưởng thành vệ quân là nhân vật thế nào mấy người kia sẽ nghe theo lệnh của ngươi sao người nghĩ ngươi là ai diệp huyền nói mau đi những người này lợi dụng ngươi với mục đích gì